Để mình rồi, mọi người đã nhìn thấy cái màn hình mình chia sẻ chưa ha? Rồi nghe rõ đúng không ạ? Nó to to tí ạ, nó cũng nhỏ tí. Nói hơi nhỏ. Dạ Rồi. dạ Rồi. Thì đây là cái bài đại cương về một môn trận đấu hình ảnh ha. Thì bài mình này mình sẽ chắc là tách ra làm hai buổi. Buổi thì sẽ giới thiệu về cái những cái thông tin chung và cái lịch sử của cái ngành trận đấu hình ảnh, cùng với một số cái nguyên lý cơ bản của hai cái kỹ thuật mà mình hay gặp, đó là X quang và siêu âm. Và buổi sau là mình sẽ trình bày tiếp về những cái nguyên lý của các kỹ thuật như là CT, MRI, hay là cộng hưởng từ, hay là tại y học hạt nhân, và những cái lưu ý những cái an toàn bức xạ và cái an toàn trong cái việc chụp thuốc tương phản. Thì bắt đầu là mình đi vào mục tiêu của chương trình ha, là mình có thể kể tên được các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, nêu được các nguyên lý cơ bản của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, nêu được các ứng dụng, các thuận lợi bất lợi của các phương tiện này, nhận diện được các kiểu xử lý hình ảnh thường gặp, mô tả được tổn thương bằng các thuật ngữ hình ảnh học. Về nội dung á thì sẽ là tầng chẩn đoán hình ảnh là gì, lịch sử phát triển, rồi X quang, cái siêu âm ha, như mình nói hồi nãy ha, đến các cái phần như là CT, MRI, đại học hạt nhân. Thì đầu tiên là về chẩn đoán hình ảnh là gì ha. Thì như hiện giờ các bạn đi lâm sàng rồi thì chắc là đã tiếp xúc rất nhiều với những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh ha. Đơn giản nhất là từ X quang đến siêu âm ha, và những kỹ thuật cao cấp hơn như CT, MRI, và kỹ thuật can thiệp như can thiệp mạch máu, DSA. Thì trên đây mình thấy hình ha, ví dụ như đây là cái hình MRI, đây là hình X-quang, hình cái máy chụp CT ha, đây cái hình ảnh bác sĩ đang siêu âm, và cái đây là cái buồng để làm cái DSA ha, tức là X-quang can thiệp. Thì về chẩn đoán hình ảnh thì nó hay còn gọi là hình ảnh học y khoa, là ngành ứng dụng các kỹ thuật khoa học công nghệ vào trong việc chẩn đoán y học để khám phá cái cấu trúc cơ thể con người, mà những cái cấu trúc này sẽ được dựng lại bằng những cái hình ảnh, bằng các kỹ thuật hình ảnh theo quy ước ha. Thì các kỹ thuật chính thì như nãy đã nói ha, sẽ có X quang, siêu âm, CT, cộng hưởng từ và học hạt nhân. X quang thì là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đầu tiên, và đến nay thì dĩ nhiên là mình vẫn thấy đó là vẫn còn sử dụng rất là rộng rãi và là kỹ thuật thường quy. Chính vì vậy nên ngành chẩn đoán ảnh thì trước đây thì vẫn được gọi là ngành điện quang ha, tức là radiology. Thì các chức năng chính của chẩn đoán ảnh ngày nay á là tầm soát và phát hiện các căn bệnh ở giai đoạn sớm, và nếu mà phát hiện rồi thì ta sẽ là chẩn đoán chuyên sâu hơn, tức là chẩn đoán giai đoạn của bệnh, giúp cho cái quá trình đánh giá điều trị và tiên lượng. Rồi giờ gần đây thì có cái thêm cái hướng là can thiệp giúp cho điều trị bệnh được ha. Thì đó, thì ví dụ như bác sĩ chẩn đoán hình ảnh giống như là một người để canh cái máy radar vậy đó, tức là một cái mình sẽ giúp phát hiện những mục tiêu từ xa trước khi lâm sàng nó có những cái dấu hiệu bệnh lý trên lâm sàng. Trong những cái khám tầm soát sức khỏe chẳng hạn, lúc đó bệnh nhân hoàn toàn không hề có một cái triệu chứng gì cả, nhưng bằng các phương tiện thì người bác sĩ lâm sàng chắc chắn là không thể nào mà khám thấy được, mà chỉ có thông qua những cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh giống như là siêu âm hoặc là X quang là mới phát hiện sớm được các
cái tổn thương đó ha. Và với những cái trường hợp chẳng hạn như là bệnh nhân nhập viện cấp cứu hoặc đau bụng chẳng hạn, thì đó thì đôi khi mình khám lâm sàng không thể nào mà mình chắc chắn được đó là gì, thì mình phải sử dụng đến những cái phương tiện chẩn đoán ảnh để mình ra được một cái chẩn đoán và hướng tới một cái phương thức là điều trị như thế nào cho hợp lý ha. Như đây là có thể là mổ hoặc là điều trị bảo tồn dùng thuốc chẳng hạn ha, dựa vào cái chẩn đoán tìm ra được dựa vào các phương tiện chẩn đoán ảnh. Thì như ở đây mình có thấy bác sĩ chẩn đoán ảnh nằm đâu không? Đây bác sĩ chẩn đoán ảnh ở đây ha, tức là trong một cái buổi giống như là giao ban để cho một ca mổ phẫu thuật u não, thì người bác sĩ chẩn đoán ảnh sẽ đóng vai trò rất quan trọng ha, tức là sẽ là người hướng dẫn chỉnh các cái hình ảnh và đưa ra những cái mô tả giúp cho các bác sĩ lâm sàng có thể định hướng xem những cái u chẳng hạn nó có thể là liên quan đến những giải phẫu, cái chiếc giải phẫu nào giúp họ định hướng được cái cách để phẫu thuật, đường vào phẫu thuật và tiên lượng sau này, tiên lượng trước mổ để đánh giá được cái giai đoạn của bệnh để mà đưa ra cái phương pháp chẩn đoán tối ưu ha. Thì rõ ràng thì các bác sĩ lâm sàng hiện nay là đa phần đều, những bác sĩ giỏi đều có khả năng đọc được các cái phim cộng hưởng từ CT, làm được cả siêu âm, đọc được X quang, nhưng mà chắc chắn thì về cái bác sĩ chẩn đoán ảnh sẽ được trang bị những kiến thức tốt hơn, đầy đủ hơn, và họ làm nhiều cho nên họ sẽ có cái khả năng phát hiện tổn thương và nhìn nhận cái tổn thương nó tốt hơn so với các bác sĩ lâm sàng. Thì tới phần điều trị thì đương nhiên là cái này là một ngành đang rất là hot hiện nay ha. Y quan can thiệp thì mình sẽ có những cái can thiệp như là can thiệp mạch, đôi khi là chỉ can thiệp là ví dụ như là mình đốt u qua sóng cao tần, những cái đốt hoặc là tim cồn và những cái u ở tuyến giáp chẳng hạn, đó là những cái điều trị can thiệp mà hiện nay các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đang làm ha. Chứ không phải như hình ảnh trên hình là X quang can thiệp, thì thật ra là không phải là mình can thiệp một cái hình ảnh X quang và can thiệp cho bệnh nhân ha. Giờ mình sẽ nói sơ lại về cái hình ảnh, về cái lịch sử của ngành chẩn đoán hình ảnh ha. Thì mọi người đều công nhận đều cho rằng là cái ngành chẩn đoán hình ảnh là cái tổ của ngành đó chính là giáo sư vật lý Wilhelm Conrad Röntgen ha. Ông này là một bác sĩ giáo sư vật lý người Đức, và ông đã tìm ra tia X vào ngày 8 tháng 11 năm 1895, và ngày này về sau được người ta lấy làm ngày chẩn đoán hình ảnh thế giới. Thì hình ảnh X quang đầu tiên là ông chụp vào ngày 22 tháng 12 năm 1895, là chụp bằng tay của vợ mình là bà Röntgen ha. Thì cái phát hiện của ông rất vô cùng quan trọng, và ông đã được giải thưởng Nobel vật lý vào năm 1901. Thì cái việc phát hiện ra tia X này của ông là nó một phát hiện rất là lớn ha, ảnh hưởng tới cả ngành y tế lẫn khoa học lúc bấy giờ. Vì tia X thật ra là có thể ứng dụng rất là nhiều, kể cả trong vật lý thiên văn, trong đời sống và cũng như là đặc biệt nhất là trong y tế. Thì ngay khi phát hiện ra cái tia X này là ông đã biết nó có một cái khả năng ứng dụng cho lâm sàng trong y tế rất là lớn. Vì vậy ông đã ngay lập tức là tổ chức một buổi thuyết trình với hội y học lâm sàng Wurzburg để trình bày việc khám phá tia X vào ngày 23 tháng 1 năm 1896 ha. Lúc này ông có trình chụp minh họa bằng tay của người bạn mình là giáo sư dạy phẫu học là Albert von Kolliker. Thì trong cái buổi thuyết trình này thì tia X đã được đề nghị gọi là tia Röntgen ha, và cái tên tia Röntgen mà cho đến nay vẫn được sử dụng tương đương tia X. Và cũng trong năm đó là X quang là lần đầu được sử dụng trong lâm sàng, tức là để chụp những cái tổn thương xương hay là những cái tìm cái dị vật, và vậy ngay trong năm này. Và những cái hình ảnh ban đầu thì dĩ nhiên rất là thô sơ, nó khác với phim X quang hiện giờ rất là nhiều xấu, và nó là loại phim mình thấy đen như thế này, và thường nó là trên những tấm kính
Bát Tràng Ngủ Tương, khác với là cái phim mình hay thấy bây giờ. Thì ngay sau đó là TX cũng được ứng dụng vào trong đời sống ha, và kéo dài trong thời gian sau đó thì nó sẽ trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, được mọi người là yêu thích và tò mò. Bởi vì TX là nó như một cái gì đó rất là bí hiểm, chữ TX mà, tức là nó là tượng trưng cho cái gì đó là bí hiểm ha, mà lại có khả năng nhìn thấu mọi thứ, cho nên là mọi người vô cùng tò mò và thích thú. Thì nó được ứng dụng trong những cái như là mình giờ tôi cũng sử dụng như trong hải quan thì cái hành lý, nhưng mà trong cái giai đoạn những năm thập kỷ 20 đến thập kỷ 50 thế kỷ trước thì cái nó còn dùng một số cái mà mình đến giờ không thấy, như là dùng để soi giày, tức như là mình để đó mình vào để mình xem giày có vượt chân hay không, thì mình đưa chân vào trong cái đeo giày rồi đưa vào cái máy này và mình chụp lên thì mình sẽ thấy được cái chân của mình. Dĩ nhiên lúc này thì cái khả năng về về độc hại về TX nó chưa có được 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 chú trọng lắm ha, cho nên sau này thì người ta cũng bỏ không dùng cái máy này nữa rồi. Thì có những sản phẩm ăn theo ha, rất là nhiều sản phẩm ăn theo, những thuốc trị đau đầu, dao cạo râu, rồi những cái dầu, rồi bia, rồi rượu, rồi cả tập phòng ăn gôn, là đi vào cả truyện tranh ha, Superman ha, siêu nhân là có cặp mắt mà phát ra tia X, có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Rồi như trong những cái phim điệp viên, tức là những kỹ thuật cao cấp như thế, là mình có thể dùng cái kính có tia X có thể phát hiện ra, nhìn thấu được qua áo quần ha, thấy được vũ khí và đối phương. Thì nhưng mà trước tiên đó thì vào những năm 90 thì ban đầu kỹ thuật rất là thô sơ, nhưng mà cũng bắt đầu người ta bắt đầu sự tìm ra là sử dụng các chất tương phản, ban đầu là dùng bismuth ha để chụp các ống tiêu hóa và hệ nhiều. Và cũng trong những năm này thì xong thời gian thí nghiệm, người ta thấy được cái sự nguy hiểm của tia X tác động lên cơ thể con người. Thì đây ha, hình ảnh cái máy quang thời xưa ha, bóng đèn X quang đây, và đây cái giá được phim bệnh nhân úp vào chụp. Nói chung tư thế thì khá giống hiện nay, nhưng mà cái máy nó đơn sơ hơn. Đây cái hình X quang thời xưa để chụp một viên sỏi ở niệu quản bên trái ha. Người ta để đánh dấu cái sỏi, người ta phải thò một cái ống catheter về phía xuyên qua bàng quang ha, đi ngược dòng lên bàng quang lên niệu quản. Rồi vào cái thập niên 19 năm 1910 thì nó gây thời gian sẽ ra thế chiến thứ nhất. Thì cái giai đoạn này thì có những cái phát minh quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng phim sau này, như là việc bất kỳ phát minh ra được tấm ri ha, tấm vít, thì hoặc là ông Kulik này đã phát minh ra cái bóng X quang hiện đại, là mình tí nữa mình sẽ được học cái cấu tạo của nó. Cái bóng X quang thời xưa thì nó dùng một cái loại bóng dùng cái khí hiếm cộng với là cái điện cực nó khác, nó phát ra tia X nhưng mà không có đạt cái hiệu suất bằng bóng hiện nay ha. Và lúc đó cũng ra đời cái loại phim X quang cũng tương đối giống hiện nay, là đã một cái lớp cái tấm phim và được dán cái nhũ tương thay cho tấm kính rất là dễ vỡ hồi xưa đó. Thì cái hồi thế chiến là cái X quang được sử dụng rất là nhiều, là cứu sống được khá nhiều mà tính mạng của người dân cũng như binh lính ha. Thì cũng năm 92 thì có vụ chìm tàu Titanic rất là nổi tiếng ha, mình có phim rồi đó. Thì chính việc này nó thúc đẩy việc tìm cần phát triển những thiết bị dò tìm dưới nước để tìm những cái tảng băng trôi, băng ngầm. Thì sau đó là ông Paul Langevin người Pháp đã ứng dụng siêu âm và các kỹ thuật khác nhằm để phát hiện những cái tàu ngầm, để phát hiện những cái tàu ngầm trong chiến tranh, và cũng như là dùng siêu âm để trong các cái công trình công nghiệp. Thì đó là bắt đầu đánh dấu cho sự nghiên cứu về cái sóng siêu âm. Vào thập niên 1920 đến 1930 thì lúc này thì các kỹ thuật bắt đầu người ta nghiên cứu những cái sức tương phản bằng muối iốt, mà đến bây giờ bắt đầu vẫn còn đang dùng làm chất cảm quang cho đến bây giờ ha. Nhưng mà cái loại muối hồi xưa thì khác, còn bây giờ mình đã dùng những cái loại tốt hơn, ít có hại hơn ha, để chụp những cái ống tiêu hóa, chụp hệ niệu, chụp các cái hệ thống thần kinh như đường mật ha. Ví dụ như đây hình mình thấy đó, đây cái hình có thể nói là kỹ thuật giờ cũng ít dùng rồi, gọi là kỹ thuật chụp đối quang kép ha, người ta bơm vừa cái
chất tương phản, vừa cái hơi vào để căng qua ruột lên nhằm phát hiện. Thì ở đây mình có phát hiện được những cái túi thừa, những cái dấu như tên đây là những cái túi thừa ha. Đây cái hình X quang ngực hồi xưa ha, thì nó rất là xấu, không có giống bây giờ. Thì người ta phát hiện được cái gọi là phình động mạch chủ ngực ha. Còn đây là một cái hình đã tiêm thuốc và cái thuốc nó thải đến đường mật và túi mật, thì người ta dùng cái đó người ta chụp để người ta khảo sát cái túi mật hồi xưa ha. Lúc này thì chưa có siêu âm cho nên việc khảo sát cái túi mật thì hoàn toàn là dựa vào trên X quang. Thì các kỹ thuật mới cũng ra đời như là nhũ ảnh trong sản khoa thì cũng có dùng X quang, vì thời đó chưa có siêu âm cho nên để đánh giá ngôi thai thì người ta bắt buộc người ta phải chụp cái X quang ha. Như đây là một trường hợp ngôi ngược đó, ngôi mông là cái đầu nó bé nằm trên và cái mông ở dưới, người ta phải chụp vậy để xác định ngôi trong trường hợp dễ khó. Rồi một số trường hợp như là chụp cái một cái là cắt lớp vi tính định khu, tức là một cái kiểu chụp mà người chụp thì đứng yên nhưng mà cái đèn nó sẽ xoay và xoay quanh mục tiêu điểm để nó tạo cái hình mà bây giờ mình vẫn hay thấy là vẫn còn dùng ở răng, như là cái chụp hình toàn cảnh của răng đó. Thì ngoài ra còn dùng X quang để điều trị một số bệnh lý như là ác lào và u vú, u phổi. Nhưng mà hồi đó là những cái hiểu biết về những cái tia X, tia xạ thì nó không nhiều. Người ta điều trị thì thấy các tổn thương nó không phát triển nhưng mà không mất hoàn toàn, và một số tổn thương ví dụ thì trong lúc điều trị hắc lào thì có sẽ phát triển thành cái ung thư da, như trường hợp này ha, là bệnh nhân bị ung thư tế bào đáy ha, do điều trị hắc lào bằng tia X. Đến thập niên 1940 thì đây là thời kỳ diễn ra thế chiến thứ hai ha. Thì sau thế chiến thứ nhất thì cái siêu âm cũng phát triển, và vào thời gian này thì các đơn xích là ứng dụng siêu âm AMOT nha. Mình sẽ biết cái AMOT này như thế nào khi ra bằng siêu âm để khảo sát cái sọ não. Thì cái phương pháp siêu âm hồi xưa rất là kinh khủng, tức là bệnh nhân nằm trên cái giá như thế này ha, đầu nhúng vào một cái chậu nước và có cái máy phát đi siêu âm vào để khảo sát ha. Nhưng mà vì cái xương sọ mình rất là cứng cho nên tia siêu âm xuyên qua rất là ít, thành ra là cái công trình nghiên cứu này cuối cùng là không đạt được nhiều hiệu quả lắm nên nó được bỏ sau này nhá. Và sau đó là có liquid thì ứng dụng cái siêu âm AMOT thì đó để tìm sỏi mật ha. Thì là đó là một cái để sau này mình thấy là cái siêu âm rất là lợi trong việc khảo sát đường mật. Thì kỹ thuật in phim cũng được cải tiến ha, là có kỹ thuật in phim khô. Trước đây thì mình thường in ướt và thường phải nhúng phim. Thì khi có ra đời cái kỹ thuật in khô này thì kỹ thuật in nó sẽ nhanh chóng hơn, nó tăng thời gian hơn mà chất lượng hình ảnh cũng tăng lên. Bên này là cái hình ảnh phim theo kiểu cũ ha, còn bây giờ là hình ảnh phim in theo kiểu in khô. Thì mình thấy cái chất lượng hai bên thì bên in khô nó rất là rõ ràng ha, nhất là coi các cái xương thì nó rõ ràng hơn hẳn so với cái phim kiểu cũ. Vào những năm 1950 thì lúc này nó ra bóng tăng sáng trình hình ra đời, kèm cái tấm tăng sáng thì nó sẽ giúp cải thiện cái chất lượng hình ảnh của phim. Các cái phim X quang hiện nay của mình đa phần đều có tín hiệu, có hình ảnh đẹp là nhờ những cái sự tăng sáng, các cái tấm tăng sáng, các bóng tăng sáng, bởi vì là cái ánh sáng mà dùng để làm cho thay đổi cái hình ảnh trên phim á, là chủ yếu là dựa vào các tấm tăng sáng, chứ còn bản thân tia X thì sẽ không có ra được cái hình ảnh đẹp như vậy. Vì vậy nhờ dùng các tấm tăng sáng mà là điều tiên mình có thể giảm xuống nhưng mà chất lượng hình ảnh lại được tăng lên ha. Đồng thời cái bóng tăng sáng còn giúp cho các quá trình như là mình soi chiếu truyền hình cine trên bằng tia X thì nó đều tốt hơn. Rồi có cái máy xử lý phim tự động, tức là cái phim ban đầu thường người ta sẽ làm thủ công, tức là nhúng từng cái phim một vào trong những cái hộp đựng thuốc ha, sau này mình sẽ được nói tới. Thì khi bắt đầu nghiên cứu những cái máy tự động này thì mình chỉ được đưa phim vào máy và nó sẽ tự động xử lý ha, và ra cái phim luôn, thì nó rất là tiện. Và lần đầu tiên cái siêu âm B1 cũng phải được sử dụng ha. Cái máy siêu âm B1 hồi xưa mình nhìn thấy cái bệnh nhân phải ngồi vào trong một cái thùng đựng nước như thế này, và máy nó sẽ quét và nó sẽ tạo ra cái hình ảnh
siêu âm ha, mà hình nó phải là hình tĩnh, tức là nó sẽ quét từng lát từng lát từng lát để dừng từng lát, cắt một rất là lâu và rất là khó khăn khi bệnh nhân không phải ai cũng có thể ngồi vào trong chậu nước lâu như thế này để khảo sát được. Và cũng trong những năm này thì Schrödinger giới thiệu kỹ thuật là mở đường vào mạch máu, tức là mình sẽ dùng cái ống để mình đưa vào trong động mạch, chẳng hạn như động mạch đùi chẳng hạn, thì mình cần đưa vào một cái cổng vào để mình đưa các cái catheter vào để mình can thiệp mạch máu. Thì nhờ kỹ thuật này mà việc can thiệp trở nên dễ dàng hơn ha. Thì cùng lúc đó, trong những năm đó thì họ cũng nghiên cứu ra cái việc chụp xóa nền, nhưng mà không phải dùng bằng cái máy tính mà dùng một cách thủ công. Người ta chụp hai lần, một lần chụp có thuốc và một lần chụp không thuốc, thì cái sự chồng lấp giữa hai lần chụp đó nó sẽ xóa mờ những cái xương đi và mô mềm đi, và chỉ để lại cái hình ảnh thuốc như thế này ha, thì nó sẽ ra cái hình mạch máu gọi là hình xóa nền. Thì ứng dụng vào đó, người ta chụp những cái hình xóa nền để mà người ta chụp những cái mạch máu trong ổ bụng, trong chi nha. Và ông y học hạt nhân cũng ra đời trong những năm này, ngay sau cái chiến tranh thế chiến thứ hai ha, là bắt đầu người ta biết về cái năng lượng hạt nhân rồi. Và Hahnenberg đã đưa vào ứng dụng trên lâm sàng một cái máy ghi hình tia gamma ha, giúp coi như phát cái phát triển ngành y học hạt nhân, tức là bệnh nhân sẽ uống lại một cái chất phóng xạ, nó chứa cái chất phóng xạ phát ra cái tia gamma, và cái máy này sẽ ghi hình lại, là nó sẽ hiển thị ra được cái chỗ, những cái chỗ mà nó có cái trao đổi chất nhiều ha. Thì vào những năm thập niên 90, 1960, thì từ những cái phát hiện đó thì người ta cho ra đời những cái máy SPECT và PET, là những cái máy mà mình giờ vẫn còn nghe tới trong cái học hạt nhân ha, là những cái máy dùng để ghi nhận những cái tia gamma hoặc là những hạt positron để đánh giá những cái tổn thương có tăng tăng những cái trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài ra còn dùng nó để trong các điều trị ha. Thì những cái chất nấm xạ này sau khi người ta nghiên cứu thì người ta vẫn có thể tiêm vào bệnh nhân, và hoặc là dùng những cái tia năng lượng này để điều trị. Và siêu âm B1 thì ngày càng được cải tiến hơn ha. Thì đó, ví dụ mình thấy giờ bệnh nhân không còn phải nằm vào một cái thùng nữa, mà có thể nằm trên cái giường thoải mái hơn ha, và người ta đặt một cái túi nước lớn lên trên người bệnh nhân. Sau đó thì máy nó sẽ rà và nó cũng sẽ ra hình ha. Cái máy này là được Alcoa sản xuất vào năm 1960 ha, rất là xưa. Alcoa thì đến bây giờ nó vẫn còn sản xuất, nhưng mà được mua lại bản quyền bởi Hitachi và sau này là Fujifilm ha. Còn đây là cái máy SPECT đầu tiên ha, cái máy dùng để chụp để học nhanh đó. Thì đây cũng là một cái kiểu hình của máy siêu âm ha. Máy siêu âm là hồi đó người ta sẽ cải tiến, là bây giờ nó sẽ có một cái tai máy như thế này, người ta sẽ cầm cái này, người ta rà rà lên người bệnh nhân, thì nó sẽ ra cái hình cũng dạng cái hình tĩnh như thế này, để như một lát cắt của cơ thể ha, để mình đánh giá. Thì nó vẫn tiện dụng hơn so với những cái máy móc nặng nề hồi trước ha. Và tới năm những thập niên 70 thì một cái nghiên cứu phát minh rất là quan trọng trong ngành chẩn đoán hình ảnh ra đời, đó chính là cái máy CT, gọi là X quang cắt lớp vi tính ha. Máy này được ông Hauschild phát triển và sử dụng trên lâm sàng. Thì đây là cái hình CT sọ não đầu tiên ha, là của một bệnh nhân nữ 41 tuổi. Thì bệnh nhân này được nghi ngờ có một cái u ở vùng tùy trán, và cho chụp CT, thì cái máy CT đầu tiên này nó quét một lát như thế này là mất hết 4 phút. Và sau khi có cái dữ liệu ra rồi thì nó phải gửi về lại công ty để người ta xử lý dữ liệu, rồi sau 2 3 ngày nó gửi lại và phải mới ra cái kết quả một cái hình như thế này ha, để xác định có một cái khối ở đây ha, cái khối u ở đây. Thì rất là mất thời gian, nhưng hồi đó cũng là một cái đột phá rất là khủng khiếp về 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 ngành y tế ha. Thì trước đó gần như mình chỉ có thể khám sớm lâm sàng thôi, vì cái sọ não rất là cứng như thế này, thì cái tí ít thì lại không có đánh giá được mô mềm, cho nên mình không có khảo sát được những cái u não bên trong. Thì cũng trong những năm 70 ha, cái kỳ trước, thì
Raymond Damadian đã phát minh ra máy cộng hưởng từ ha, một cái phát minh cũng không hề kém cái việc kém quan trọng ra máy CT. Thì ông lắp một cái máy CT MRI lớn toàn thân như thế này để phát hiện những cái u, đánh giá những cái u trên mô mềm. Cộng hưởng từ ban đầu là dùng để đánh giá những mô mềm, sau này nó được ứng dụng rất là rộng vào đoạn não, vào cuộc sống và gần như khá nhiều thứ ha, cho xương khớp. Đồng thời cái siêu âm cũng đã phát được ứng dụng rộng rãi và phát triển những máy nhỏ gọn hơn và bắt đầu có thể ghi hình được theo thời gian thực. Những cái máy ghi hình theo thời gian thực thì rõ ràng nó sẽ giúp mình ít hơn so với những cái máy mà là làm từng lát một, nhưng lúc này cái độ phân giải nó chưa cao bằng những cái máy mà cắt từng lát như thế. Nhưng mà mình đã thấy nó tương đối giống với máy siêu âm hiện nay ha, màn hình thì chắc chắn chất lượng không bằng, nhưng mà đó là một cải tiến rất lớn ha. Cũng trong những năm này thì người ta đã bắt đầu can thiệp được mạch vành ha. Thì vào những năm 980 thì bắt đầu những hệ thống CT MRI đã phát triển mạnh và đã được đưa vào khắp các bệnh viện ha, rất là gọi máy thương mại, thì mình có thể coi cái hình ảnh của việc chụp ở đó. Đó, cái máy hồi xưa thì nó như thế này thôi, và các cái lát thì nó sẽ chụp từng lát rất là chậm ha, quét rất là chậm và hình nó không có chất lượng lắm, nhưng mà như vậy là một cái cải tiến rất là lớn. Và y học hạt nhân cũng phát triển ra rất là mạnh ha, với các cái phương pháp chụp toàn thân như thế này khá là rõ ràng ha, giúp mình đánh giá những tổn thương di căn hoặc là u. Và X-quang can thiệp thì trong những năm 80 này thì cũng ra đời cái hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền. Thì cái kỹ thuật này giúp cho mình xóa nền một cách gọi là trong thời gian thực ha, tức là mình có thể thấy cái việc mình bơm thuốc và các cái mạch đập như thế nào rõ ràng ha, thuốc chảy ra như thế nào một cách quan sát rất là rõ ràng, giúp cho cái việc can thiệp nó rất là tốt. Và trong những năm này thì bắt đầu cái người ta ứng dụng cái X-quang kỹ thuật số ha và lâm sàng, và cũng đưa vào sử dụng các hệ thống giao lưu trữ và giao tiếp hình ảnh ha. Cái hệ thống này thì hồi trước ở mình chưa phổ biến, nhưng càng về sau thì các bệnh viện lớn hiện giờ đều để được trang bị ha. Nó sẽ giúp cho việc mình không cần phải in phim nữa, mà mọi hệ thống trong khi chụp thậm chí cả hình siêu âm hay là X-quang, CT, cộng hưởng từ gì đều có thể lưu một cách bằng các cái thông tin điện tử lưu trên cái ổ cứng và có thể chuyển đi khắp nơi ha. Mình có thể ở nhà hoặc là ở một cái khoa khác mình vẫn phải truy cập vào để mình có cái hình, không cần phải cầm cái phim trực tiếp. Thì máy siêu âm thì càng ngày càng hiện đại hơn ha, và những cái máy siêu âm thời gian thực đã coi như là thắng thế với độ phân giải cao và trang bị rộng rãi ha, ứng dụng rộng rãi, và đều được trang bị những cái chức năng mà thường quy như bây giờ, tức là những cái chức năng về Doppler ha, tức là gần như một cái máy siêu âm giống bây giờ ha. Đồng thời cũng bắt đầu có những cái siêu âm 3D ha, bắt đầu có những cái siêu âm 3D được ứng dụng vào thì nửa đầu thập niên 90, thì lúc này cái cộng hưởng từ đã tiến tới việc là có những cái chuỗi xung siêu nhanh ha. Tại vì cộng hưởng từ sau này mình sẽ học sẽ biết về cái chụp thời gian chụp sẽ rất là lâu, thì như vậy nó khó khảo sát những cái cơ quan động được. Thì những cái chuỗi xung siêu nhanh này sẽ giúp mình khảo sát động học của các cơ quan, ví dụ như ở đây mình thấy đây là một cái MRI động học tổng phân ha, thì tức là một cái hình ảnh mà bệnh nhân có thể là trong những bệnh lý như họ bị sa sinh dục, sa hậu môn trực tràng, thì những cái bệnh nhân này thì ngoài khám lâm sàng thì hiện giờ đa phần họ sẽ cho chụp ở các tuyến lớn, họ sẽ cho chụp cái MRI động mạch tổng phân này để đánh giá mức độ sa tàng chậu ha, cũng như là các vấn đề về về khi khi khi, khi họ đi vệ sinh ha, bệnh nhân đi vệ sinh. Thì chỉ có những chuỗi xung nhanh thì mới có khảo sát được cái quá trình, toàn bộ quá trình bệnh nhân họ rặn vi cầu như thế này ha, thì mình đánh giá được. Chẳng hạn là qua bên này là cái hình ảnh MRI tim mạch ha, MRI tim mạch cũng được phát triển một thời gian, nhưng mà ở Việt Nam thì ứng dụng khá là ít do nhiều yếu tố. Nhưng mà đó, thì trên MRI mình sẽ thấy được cái tim co bóp ha, nhìn mặt phẳng và nó
khả năng đánh giá của nó cũng khá là cao, nó tốt hơn siêu âm tim thời gian để khảo sát cũng khá là lâu ha. Và ngoài ra còn có những cái phát triển, những cái như MRI phổ mình đã học chức năng ha, thì MRI phổ là những cái mà giúp mình đánh giá được những cái sự trao đổi chất của bên trong những cái tổn thương, giúp mình phân định được những tổn thương đó thuộc thành phần u hay viêm hay u lành hay u ác, tức là dựa vào những cái đỉnh của những cái chất trao đổi trong cơ thể. Còn mình nói học chức năng là mình có thể đánh giá được những cái chức năng của vỏ não hoặc chức năng trong cơ thể học thông qua những cái vùng mà khi mình vận động thì nó có tăng cái trao đổi chất vùng đó chẳng hạn. Thì CT cũng đã phát triển thành những cái CT xoắn ốc hoặc là CT đa lát cắt, giúp thay vì từng lát mình họ sẽ nối lại được với nhau và dựng thành một cái hình, ví dụ như mình có thể dựng ra mặt phẳng hoặc là dựng hình 3D như thế này ha, giúp là việc khảo sát một cách trực quan hơn ha, nhìn có vẻ sẽ dễ dàng hơn cho các bác sĩ. Và ngoài ra là nó dựng được đa mặt phẳng thì sẽ giúp mình khảo sát, nó tránh bỏ sót tổn thương so với thời trước là chỉ có một mặt phẳng duy nhất. Thì cũng trong những năm này thì máy PET CT, tức là máy mà kết hợp giữa máy PET, tức là máy khảo sát cái y học hạt nhân á ha, máy cái photon á, thì khảo sát cái photon thì kết hợp cùng với máy CT, thì hai hình ảnh này, một cái hình ảnh CT quét đồng thời với một cái hình ảnh của máy PET sẽ kết hợp với nhau và nó sẽ ra một cái hình ảnh học gọi là hình ảnh học hai ghép. Thì như vậy mình vừa xác định được rất là dễ dàng cái tổn thương nằm ở vị trí cơ thể nào, mình vừa lại đánh giá được cái chức năng hay là những cái tăng 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 chuyển hóa của những vùng tổn thương đó, giúp mình khẳng định cái tổn thương dễ dàng hơn. Thì từ những năm 2000 đến đây cho đến nay thì có cái hình ảnh học lai ghép ngày càng phát triển ha, người ta dùng qua tên máy SPECT CT, tức là cũng máy SPECT kết hợp cùng lúc với máy CT ha, để nó ra cái hình ảnh lai ghép chung với máy SPECT CT ha, vừa có hình ảnh CT và vừa đồng thời có cái hình ảnh của cái vùng mà tăng cái trao đổi chất ở đây ha. Tương tự ha, thì vùng đây là cái hình ảnh của máy PET ha, máy PET, hình ảnh PET cộng hình ảnh CT, nó sẽ ra cái hình ảnh kết hợp ha, nó ra cái hình ảnh giúp mình đánh giá được cái vùng cơ tim ở đây nó có tăng cái sự chuyển hóa ở đây ha. Và sau này là tới cả máy MRI ha, thì có máy PET MRI bằng cách kết hợp giữa hình ảnh PET, hình ảnh MRI và nó ra một cái hình ảnh mà mình thấy rất là chi tiết ở đây ha, thì nó sẽ giúp mình đánh giá rất là tốt những cái chức năng cơ quan và những cái chức năng trong cơ thể. Thì cái hình ảnh nhờ cái sự có mặt của cái hình ảnh lai ghép này mà mình mới phát triển ra thành một cái ngành mới gọi là ngành hình ảnh học phân tử ha, tức là giữa sự kết hợp giữa hình ảnh học cùng y học hạt nhân cũng như những cái hiểu biết về mô bệnh học, thì mình mới mới phát triển thành một cái hình ảnh học phân tử. Thì hình ảnh học phân tử thì ở Việt Nam thì mới dừng ở mức độ nghiên cứu thôi, nhưng ở nước ngoài là đã phát triển một thời gian ha, họ đã từng bước tiến rất là lớn. Thì qua đây mình coi video về cái giới thiệu về cái hình ảnh phân tử ha, thì nó cũng tóm tắt lại cái quá trình phát triển của cái ngành chẩn đoán hình ảnh cho đến cái lúc mà có hình ảnh phân tử luôn.
đó, như cái đoạn video giới thiệu đó ha, thì hình ảnh phân tử là cho biết, cho thấy, cho mình thấy được những cái hoạt động của các tế bào, các phân tử chất bên trong cơ thể con người mà vẫn còn đang sống ha, tức là những cái sinh vật sống. Thứ khác với lại những cái giống như giải phẫu bệnh, thì tức là mình đã cắt cái khối u ra khỏi cơ thể rồi, thì mình mới khảo sát nó. Đây là giờ họ khảo sát những cái loại virus, những cái tế bào, hay là những cái u, cái tế bào ung thư chẳng hạn, nó đang hoạt động như thế nào trên cơ thể mình ha, các tế bào thần kinh chẳng hạn như thế trong cơ thể ha. Thì đó là cái hình ảnh học phân tử ha. Nó nghiên cứu thì nó sẽ giúp cho mình trong cái việc chẩn đoán cũng như là điều trị sau này ha, những cái đột biến hay gì đó thì giúp mình có thể điều trị rất là tốt từng cá thể bệnh nhân. Thì cũng gần đây là người ta khi mà cái hệ thống máy tính, cái hệ thống cái công nghệ thông tin ngày càng phát triển, thì người ta thấy rằng cái ứng dụng mà AI ha, hay còn gọi là deep learning á, trong chẩn đoán ảnh là vô cùng là cần thiết ha. Hiện giờ là đã rất nhiều nơi người ta phát triển cái chương trình AI dùng để khảo sát những cái hình ảnh học, ví dụ như là X-quang, như là nhũ ảnh, CT ngực, CT sọ, rồi thậm chí có những cái AI dùng để hướng dẫn trong siêu âm, ở trong siêu âm ha, ví dụ như siêu âm thì nó sẽ hướng dẫn những mặt cắt đó, chẳng hạn như mình cắt có đẹp chưa, và cái mặt cắt này có những cái khả năng tổn thương gì, chẳng hạn khi mình đã cắt mặt cắt chuẩn rồi thì nó sẽ đánh giá là có thể có tổn thương gì là trên siêu âm ha. Còn trên X quang thì nó sẽ giúp mình phát hiện ra được những cái tổn thương, thì những cái tổn thương mà đôi khi đối với con người thì có thể nó quá 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 gọi là quá 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 khó để thấy, hoặc là quá nhỏ để thấy, thì AI nó vẫn có khả năng nhận ra được, đồng thời là nó không biết mệt mỏi ha. Thì ví dụ như có thể nửa đêm thì hoặc là khuya dậy thì khi đọc thì đương nhiên là mắt nhắm mắt mở thì bác sĩ đọc hay gì đó thì đương nhiên nó có thể có không được tốt bằng cái lúc mà tỉnh táo ban ngày. Nhưng với AI thì ngày cũng như đêm thì nó luôn luôn là nó hoạt động rất là ổn định ha. Thì ứng dụng thì của nó thì nó có thể giúp mình ha, ví dụ như đây người ta nói đó, tức là phát hiện sớm ha, đồng thời có thể đánh giá, tổ chức để chẩn đoán, để đánh giá cái tổn thương ha, phân độ của tổn thương, và sau đó là đánh giá cả quá trình lên kế hoạch điều trị cũng như đánh giá quá trình điều trị sau điều trị. Rồi nhắc tới cái AI thì cũng gần đây nó có một thêm một cái định nghĩa gọi là radiomic. Radiomic là cái sự từ kết hợp giữa cái từ radio nghĩa là hình ảnh học cộng với omic là trong cái từ genomic, tức là cái hình ảnh học mà về cái tế bào, tức là những cái hình ảnh học về cái bộ gen của người luôn, tức là mang tới cái nhiễm sắc thể luôn. Thì nó dựa vào đâu? Nó dựa vào những cái hình ảnh CT, PET và MRI, và sau đó nó kết hợp những cái thông tin mà mình biết sau khi mổ ra chẳng hạn, giải phẫu bền vân vân ha, thì nó sẽ tập hợp lại trong một cái dữ liệu lớn, và từ đó sử dụng cái công nghệ học máy deep learning để nó đánh giá cái khối đó so sánh với kết quả giải phẫu bền vân vân, và từ từ nó sẽ tách ra những cái điểm ảnh, những cái điểm ảnh trên những cái phương tiện trước đây như là CT hoặc MRI chẳng hạn, nó phân tích thì những điểm ảnh đó nó ứng như thế nào với cái khối của giải phẫu bền, từ đó những cái khối đó rồi ra phân tích ra cái kiểu gen, kiểu hình của gen chẳng hạn, thì nó sẽ phân tích dần rồi nó so sánh cái sự tương hợp giữa cái những cái tín hiệu, những cái pixel hình ảnh trên CT hoặc MRI để nó đánh giá cái sự trùng hợp giữa cái điểm ảnh đó với cái tổn thương trên thực tế, cái kiểu gen thực tế, để nó tập hợp thành cái dữ liệu lớn, và khi mà nó đủ lớn người ta sẽ hy vọng là nó có khả năng phân tích và chẩn đoán được, ví dụ nhìn vào cái khối đó nó phân tích những cái hình đó, nó có thể nói luôn là cái khối này là cái u gì, có kiểu gen như thế nào, và nó sẽ tương tự như vậy, nó sẽ đưa ra mô hình dự báo và tiên lượng cái u này nó sẽ phát triển như thế nào và khả năng điều trị như thế nào luôn ha.
giống như bây giờ thì thường những cái kiểu mình muốn biết được những cái kiểu như thế bắt buộc mình chỉ có một cách là mình cắt khối u ra để mình sinh tiết và phân tích cái kiểu gen của u chẳng hạn ha. Thì khi mà kết hợp giữa cái radomic này thì ở một số tổn thương thì mình không cần phải làm như thế, là máy tính dựa trên kết quả chụp CT MRI nó có thể phân tích và nó dự đoán được cái khối này nó như thế với độ chính xác sẽ cao. Đó là những gì người ta đang phát triển ha. Thì cái radomic này cũng mới xuất hiện thời gian gần đây thôi, cho nên là cái này vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu ha, nhưng mà người ta cho thấy nó có tiềm năng bởi vì số lượng hình ảnh là chụp trong một năm trên toàn thế giới là rất lớn ha. Thì nếu mà tập hợp đủ cái số liệu dữ liệu đó cộng với những kết quả giải phẫu bền chính xác và tốt thì nó sẽ ra một dữ liệu khổng lồ. Thì cái việc dạy máy thì khả năng có thể nó sẽ dần dần nó sẽ được cải thiện và nó sẽ đạt tới cái mức là chấp nhận được. Thì như vậy mình đã thấy cái lịch sử cho đến bây giờ ha của cái ngành chẩn đoán hình ảnh, thì mình thấy là tóm lại là các phương pháp tạo nên hình ảnh trong cơ thể con người nó sẽ phân ra thành là loại có tia xạ ion hóa như là X-quang, CT, y học hạt nhân ha, tức là xạ hình PET, SPECT, CT, và những cái loại không có ion hóa như là siêu âm hoặc MRI. Cái ngành chẩn đoán hình ảnh thì lịch sử so với cái lịch sử y học thì nó còn rất là trẻ, nó không trẻ thì mới hơn 120 năm thôi ha, bắt đầu tính từ năm 1895 ha, thì đến bây giờ thì nó mới hơn 120 năm. Thì nhưng mà nó phát triển rất là nhanh như mình thấy đó, tức là từ năm 1895 thì ban đầu nó chỉ có X quang, nhưng mà sau chiến tranh rồi đến những năm 70 tới bây giờ thì những khi ra đời những cái máy CT, MRI và những cái máy siêu âm hiện đại, thì càng ngày cái sự kết hợp giữa chẩn đoán hình ảnh và những cái vật lý, công nghệ thông tin, công nghiệp nó càng ngày càng mạnh mẽ và nó phát triển rất là nhanh chóng. Chỉ trong khoảng 10 năm mình đã thấy rất là khác biệt rồi. Những cái công nghệ cách đây 10 năm bây giờ là nó đã trở nên bắt đầu lạc hậu rồi. Thì ngày nay ha, chính là tương lai, chính là cái những cái như hình học laser rồi những cái AI radomics và cả cái hình ảnh học và phân tử ha. Thì tình hình đây là ở nước ngoài, còn ở Việt Nam như thế nào? Ở Việt Nam thì cũng những năm trong những năm 90 thì thật ra tình hình lúc đó cái công cái chẩn đoán hình ảnh thật ra vẫn còn rất là thô sơ ha, tức là mình thiếu thốn về máy móc cũng như nhân lực lúc đó chưa nhiều, đa phần là đều là máy tài trợ, chứ còn lúc đó mình ở Việt Nam mình chưa có máy móc nhiều cho nên cái ngành chẩn đoán hình ảnh nó rất là tụt hậu. Nhưng mà những năm gần đây thì gần như là cái ngành chẩn đoán hình ảnh bắt đầu nở rộ ha, là các bệnh viện đều được trang bị những cái máy móc hiện đại như là CT, MRI ha, máy siêu âm hiện đại nhất có thể có cũng đã được trang bị chẳng hạn như thế. Có nhiều bệnh viện ở các thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội chẳng hạn, thì ngay cả những cái máy CT, MRI hiện đại nhất họ cũng trang bị được ha. Thì ngoài ra thì về cái phát triển về công nghệ thông tin ha, cái AI thì ở Việt Nam mình là nổi trội nhất là một cái hai công ty ha, một bên là của Vingroup thì có cái mảng gọi là Vinbrain cũng đang phát triển cái AI, thì trong đó AI trong y khoa và có cả AI của ngành chẩn đoán hình ảnh giúp hỗ trợ trong việc đọc phim ha, đọc phim X quang rồi những cái như X quang phổi, quang cuộc sống rồi có thể có những dự định làm những cái cao hơn sọ não rồi CT ngực vân vân ha. Nhưng mà hiện nay là họ mới dừng lại ở cái cơ bản như là X quang sọ não cuộc sống. Và có một công ty, thì công ty này thật ra là nó đặt trụ sở bên Úc, nhưng mà những người sáng lập công ty là hai người Việt Nam ha, là hai người này là hai bác sĩ ở Việt Nam, thì họ mở công ty gọi là Harrison AI ha. Thì cái sản phẩm thì họ họ sử dụng các bác sĩ chẩn đoán ảnh ở Việt Nam để dạy cho máy đọc cái X quang CT. Thì các sản phẩm này đã ra mắt được cái sản phẩm lấy quang ngực và đã được chào bán ở trên châu Âu và ở Úc ha, hiện giờ đang xin phép FDA của Mỹ công nhận để được bán ở thị trường Mỹ ha. Thì cái sản phẩm này nó khá là tốt, với có khả năng đọc rất nhiều cái dấu hiệu hình ảnh trên X quang với độ chính xác cao.
trên 90% ha, so với người đọc thì nó đều vượt trội hơn trong các cái nhãn hàng dán theo cái nghiên cứu khoa học. Thì mình có thể tìm hiểu thêm thông tin về cái các cái sản phẩm này ở các địa chỉ này ha, thì của bên Vinbrand ha, có cái địa chỉ này để mình vào mình đọc thêm thông tin. Và cái này là cái trang của cái chương trình Analyze Justice Gray của công ty Harrison ha. Thì cái chương trình này nó đã chạy, nó đã bắt đầu đưa vào sử dụng trong thực tế lâm sàng rồi, và đây là cái bản demo của nó. Ví dụ mình vô mình có thể để mình coi, để xem cái cách hoạt động của chương trình ha. Thì mình có thể up hình của mình lên ha, để cho máy nó đánh giá, và mình đánh giá cái khả năng của nó, hoặc là mình xem những cái ca mẫu của nó có sẵn ha. Đây mình có thể chia sẻ để mình cho mọi người xem thử ca ha. Đây là cái màn hình của cái chương trình, mọi người có thấy không ha? Đây là cái chương trình của màn hình, cái chương trình X-ray của Analyze ha. Thì đó là một cái ca mẫu như thế này, thì mình có thể đọc trước để mình xem là khi nào mình đọc rồi mình so sánh, thì ví dụ máy đọc nó sẽ hiển thị ra ha. Thì nó sẽ hiển thị ra ví dụ như là có một cái tràn khí màng phổi ở đây ha. Đó, tràn khí màng phổi ở đây, rồi có một cái tràn dịch màng phổi ở đây nhá. Tức là mình sẽ thấy có cả tràn khí mô mềm ở bên góc này ha, những cái mũi tên mình sẽ thấy, và gãy xương sườn và nó đánh dấu ở đây ha, tức là những cái tổn thương nó sẽ đánh dấu sẵn cho mình ha. Thì như vậy là khi mình đọc là máy sẽ quét qua, và mình chỉ việc là thứ nhất là mình cũng đọc, và mình sẽ kết hợp xem có những cái thông số nào mà máy phát hiện ra mà mình không thấy không, và mình đánh giá xem cái tổn thương đó nó có thật không. Nếu có thì đó, nó chính vì vậy cái máy nó sẽ giúp mình nhận diện cái tổn thương như thế này, cho nên là mình sẽ tránh bị bỏ sót cái tổn thương ha. Cái chương trình này tương đối là nó chi tiết, thì khá nhiều cái tổn thương khác nhau ha. Ví dụ như là bệnh nhân này chẳng hạn, đây thì mình thấy tổn thương ha, có những cái mình thấy có sệt phổi nè, có nốt phổi và vài nốt phổi ha. Ví dụ như sệt phổi thì mình có thể thấy một cái đường ở đây, và nhiều cái nốt thì nó sẽ tô cho mình những cái nốt như thế này ha. Nói chung là sử dụng như thế này thì nó sẽ rất là hiệu quả ha, giúp cho mình tránh bị bỏ sót tổn thương. Ngoài ra nó còn có một cái dấu hiệu nữa, đó là cái sau này mình học X-quang mình sẽ thấy nha, đó là cái bệnh nhân này nó hít sâu vào làm khiến cho cái tình trạng giống như khí phổi. Rồi, tiếp tục. Rồi, thì đó là mình giới thiệu sơ qua về một cái chương trình AI ha. Thì AI đó là một chương trình mà do những bác sĩ người Việt Nam ha kết hợp với một công ty ở Úc để phát triển ha. Thì cái sản phẩm này hiện giờ rất là tốt ha, và người ta đang tiếp tục phát triển những cái dự án tiếp theo là về sọ não, về CT ngực, nhũ ảnh, cơ xương khớp. Chuyển qua những cái như thế mình thấy là rõ ràng cái nhu cầu về nhân lực của chẩn đoán mảnh là ngày càng nhiều ha. Các bệnh viện luôn là hiện giờ là trang bị rất là nhiều những cái máy về chẩn đoán mảnh như CT, cộng hưởng từ, X siêu âm, và nhu cầu của bệnh nhân họ muốn chụp những cái phương tiện đó, muốn sử dụng siêu âm, muốn được chụp CT MRI để
kiểm tra bệnh thì nó càng ngày càng cao. Chính vì vậy cái nhu cầu về nhân lực của ngành chẩn đoán hình ảnh càng ngày càng nhiều lên. Vì vậy cái ngành này hiện giờ đang rất là thu hút ha, là đang rất là kiếm nhân lực. Tuy nhiên thì về mảng siêu âm thì do hiện giờ là đa phần là nó không có quá chặt chẽ về cái việc là gần như là các bác sĩ không cần phải có chỉ chẩn đoán hình ảnh, nhưng mà chỉ cần có học các chứng chỉ siêu âm thì có thể làm siêu âm chẳng hạn. Thì những cái đó nó sẽ làm cho cái lượng người có khả năng siêu âm nó cũng tăng, nhưng mà riêng những cái mảng về X-quang CT hay MRI thì nhân lực tương đối là ít. Thì ở tình hình ở thì cũng tranh thủ quảng cáo cho bệnh viện mình ha, thì bệnh viện như bên một cái bệnh viện tư nhân thì cũng vẫn ở trên một cái gọi là tỉnh miền núi như mình, nhưng mà vẫn được trang bị những cái máy thuộc loại cũng gọi là hiện đại nhất nhì ha, như máy Arietta hay máy của Alaska đó, như là 75 Arietta 750, máy G-Logic S7, máy Evolution ha, của Ri luôn S8, là những cái máy cũng thuộc loại hiện đại hàng đầu. Và mình thấy trong khi là một bệnh viện thì cũng không phải là quá quá lớn ha, rồi cũng được trang bị đầy đủ như máy MRI cộng hưởng từ 1.5 Tesla của Siemens, máy CT đa lát ha, 32 lát và 16 lát của Ri ha. Thì như vậy là bệnh viện mình cũng được trang bị khá là đầy đủ về các trang thiết bị của công nghệ thông tin ha, nên những bác sĩ mà nếu sau này ai có nhu cầu về bệnh viện để làm chẩn đoán ảnh thì có thể yên tâm là mình sẽ được tiếp xúc và được làm như tương đối đầy đủ các cái mặt bệnh của chẩn đoán ảnh ha, và các phương tiện chẩn đoán đầy đủ. Thì điều đó càng cho thấy cái nhu cầu về chẩn đoán ảnh ha, nhân lực nó càng ngày càng nhiều lên ha. Như vậy thì bác sĩ chẩn đoán ảnh thì có phải là một cái ngành hot như vậy thì chắc là sướng, nhưng mà mình thấy thì đó ha, đấy thì bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì bề ngoài thì vậy, nhưng mà cũng khá là mệt và cực, chứ không phải là đơn giản ha. Thì tất nhiên là làm chẩn đoán ảnh thì mọi người ai cũng sẽ sợ một chuyện, đó là cái chuyện ăn tia ha, người ta hay nói ăn tia đó, tức là bị tiếp xúc với tia xạ nhiều, nhưng mà thực tế thì không đến nỗi như vậy ha. Khi nào mình học tới cái bài về an toàn bức xạ mình sẽ thấy ha, không cần thiết phải mặc những cái đồ kinh khủng như thế này ha. Và dường như bệnh nhân khi tiếp xúc với những bác sĩ chẩn đoán ảnh thì họ có kỳ vọng rất lớn, nên họ nghĩ là cứ siêu âm, cứ chụp MRI, chụp CT ra là sẽ phải chắc chắn là chẩn đoán ra bệnh ha. Thì giống như mình là một thầy bói vậy, trong khi là đôi khi đúng là như một thầy bói thật, thì sẽ có những lúc mà hình ảnh học nó không ra một cái gì hết ha, nó không có phù hợp gì với lâm sàng chẳng hạn như thế, thì gần như mình cũng không biết cái gì ha, mình chỉ có thể là cái gì tả đấy thôi. Rồi bạn bè thì nghĩ là ví dụ như mình làm siêu âm đông bệnh thì đương nhiên nghĩ như tiên chẳng hạn, nhưng mà thực chất thì cực ha, trong khi nhất là các khoa khác ha, các vị khoa khác thì thường nghĩ là làm chẩn đoán ảnh rất là nhàn ha. Nhưng thực tế mà nói thì nó sẽ không nhàn ha, tại vì lượng tùy cơ sở, nhưng mà những cơ sở mà đông bệnh thì mình sẽ làm luôn tay ha, từ lúc vô làm cho đến lúc về là cứ liên tục siêu âm liên tục, hoặc là đọc X quang, đọc CT liên tục ha, không hơi tay. Thì ai cũng muốn về là một cơ sở mà thật là hiện đại ha, nhưng mà tùy tuyến ha, có những tuyến sẽ trang bị cho mình rất là đầy đủ, nhưng các tuyến thì có gì xài nấy thôi. Và nhất là cái áp lực là nó vẫn có ha, chứ không phải là một số người nghĩ làm cận lâm sàng thì nhàn rồi không có áp lực. Nhất là bây giờ cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh ngày càng cao lên thì nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc chẩn đoán bệnh ha. Thì bây giờ cái nếu có sai sót trong việc chẩn đoán thì nó không chỉ là trách nhiệm của bác sĩ điều trị nữa, mà còn là chẩn đoán, mà còn có ba cái lỗi lớn của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, cho nên cái áp lực lên bản thân khi mình làm mình đọc kết quả rất là cao ha. Ví dụ tưởng tượng như là một ca mà như là cần phải phân biệt giữa một cái ruột thừa hay viêm túi thừa chẳng hạn đó, thì trên CT thì đôi khi hình ảnh thì nó dễ dàng không nói, có những lúc hình ảnh nó rất là mơ hồ hoặc là rất là bầy hầy, nó đóng là mình không biết được nó nằm trong cái gì, và mình cũng không biết cái trường hợp này có thể mổ hay không hay là điều trị nội khoa. Thì ví dụ tưởng tượng như là bác sĩ cọc một ha, bên khoa ngoại ngồi xuống
các bác sĩ khác ngồi quanh và chỉ hỏi mình một câu là cái này mổ hay không mổ, có cần chuyển viện hay không, là mình áp lực rất nhiều ha. Thì đọc sai một cái thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả đôi khi khôn lường, và khi mà ra ban thì tự nhiên là mình sẽ bị coi như bắn đầu tiên ha. Rồi giờ trước tiên là mình sẽ đi về cái kỹ thuật đầu tiên ha, về X-quang. Đây mình sẽ nói về những cái nguyên lý cơ bản của cái X-quang. Thì hồi nãy mình cũng nhắc rồi ha, X-quang là do ông Röntgen tìm ra ha, vào ngày 8 tháng 11 năm 1895 ha. Thì tính chất của tia X thì nó là một cái bức xạ điện từ ha, nó giống như ánh sáng thấy được nhưng mà bước sóng thì nó rất là ngắn. Thì đây là cái hình mình thấy đó, thì các cái loại bức xạ điện từ đó, thì từ cái tần số, tức là tần số bước sóng thì nó ngược nhau ha, thì tần số thấp nè là tần số cao, thì tức là bước sóng bên này là bước sóng dài và bước sóng ngắn ha. Thì mình sẽ ra thấy cái sóng radio là nó là tần số thấp nè ha, cái sóng gọi là V3, rồi đến cái sóng mà cái tia hồng ngoại ha, rồi cái ánh sáng thấy được, rồi đến cái tia cực tím ha. Tia cực tím là bắt đầu có gây hại rồi nhưng mà vẫn còn chưa bằng cái bắt đầu tia X ha, rồi mới đến những cái tia của cái bức xạ gamma ha, cái tâm học nhân, và những cái tia vũ trụ khác ha. Những cái tia này thì nó sẽ có cái từ tia X thì nó đều có trở đi, đều có gây hại đến con người nha. Thì đây là một cái bóng đèn của một cái đầu đèn, cái bóng đèn phát tia X ha. Thì ở đây thì mình thấy đó, tức là một cái cấu tạo của một máy phát tia X, nó sẽ gồm cái bóng đèn tia X nó sẽ gồm hai cái cực, một cực nó cực âm làm bằng cái sợi dây tóc như thế này ha, tức là cái cathode đó, thì nó làm cái sợi dây tóc như cái bóng đèn vậy, bằng filament ha. Thì cái này khi mà mình đốt nóng nó lên bằng một cái dòng điện thì nó sẽ nóng lên và nó sẽ phát ra những cái chùm chùm điện từ ha, tức là các chùm tia electron. Thì cái chùm tia này nó sẽ bay tới và nó đập vào một cái bia bằng tungsten ở đây. Thì cái bia này nó sẽ khi các electron này đập vào cái bia này nó sẽ phát ra các cái tia X ở đây ha. Và khi mà cái chùm hạt này nó bắn vào đây thì 99% năng lượng nó sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng, chỉ có khoảng dưới 1% là nó có chuyển hóa thành tia X mà thôi ha. Thì cái bóng tia X này nó được bọc trong một cái kính bằng chì ha, kính có phủ chì, cho nên là tia X gần như là không lọt ra chỗ khác được, chỉ có lọt qua một cái cửa sổ nằm ở đây mà thôi ha. Ví dụ như đây chính là cái bia tungsten đây, là đây là cái cực dương, đây là cực âm ha, là khi mà đèn nó sáng lên ở đây thì nó sẽ phóng các cái chùm tia vào đây và nó phát ra ở đây. Thì thông thường thì cái bóng đèn này sẽ được đặt trong một cái hộp bảo vệ, và cái hộp này sẽ có một cái cửa sổ gọi là kính lọc đó, để giúp mình có thể chỉnh cái trường phát tia, mình có thể đóng ra thu gọn lại tùy vào cái việc khảo sát. Ví dụ như nếu mà chụp ngực thì mình có thể mở rộng ra, nhưng nếu mình chụp một cái bàn tay hay gì đó mình sẽ thu hẹp lại để giảm cái lượng tia phát ra, giúp giảm cái mức độ ăn tia ha của bệnh nhân. Thì cái trong cái đèn này nó sẽ chứa chân không ha. Đây là cái đèn kiểu 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 đèn X quang hiện đại mà do Kulig ha phát triển ra. Bây giờ là đây là một cái hình ảnh của cái máy chụp X quang ha, nó sẽ gồm có một bàn điều khiển ở đây. Ở đây mình sẽ chỉnh các thông số của tia X như là KV, mass ha, tí mình sẽ nhắc tới cái này. Và đây là cái máy, cái khung để điều khiển cái đầu đèn ha. Cái bóng tia X nó sẽ nằm trong cái hộp này, và đây nó sẽ có cái cửa sổ giúp mình có thể mở phóng to thu nhỏ lại ở đây ha. Đây là một cái bàn để bệnh nhân có thể nằm lên, và thường là tấm pin người ta sẽ để ở đây để bệnh nhân nằm lên đây, và khi tia chụp nó sẽ tới người bệnh nhân, xong rồi nó sẽ tới tấm pin và cái pin này sẽ ghi hình lại. Thì tính chất của tia X thì nó là cái tia không có trọng lượng ha, và nó là một cái loại giống như ánh sáng vậy đó, nó không nhìn thấy được và nó không mang điện nên là không bị lệch trong điện trường ha. Nó là tia, một cái tia và truyền thẳng lên mọi hướng với tốc độ ánh sáng. Thì nó là một chùm tia cho nên sẽ có sự phân kỳ ha, càng xa tiêu điểm thì cái chùm tia nó sẽ phân kỳ ra,
và nó sẽ có những tác động mà người ta dùng nó cái này để làm phim, để chụp phim, như là tác động lên lớp nhựa tương của phim, như là muối bạc để tạo hình ảnh ha. Ngoài ra còn gây ra một số phát quang, một số chất ha, fluoro, natri, bari, magie, những cái việc phát quang này giúp mình tạo ra những cái tấm ăn sáng, giúp cho cải thiện cái chất lượng hình ảnh lên ha. Tức là cái trí tác động lên những cái chất này nó phát sáng lên, và chất phát sáng đó sẽ giúp làm cho cái phim nó tạo hình ảnh cho cái phim luôn. Và đa phần cái hình ảnh nó tạo được là nhờ những cái chất phát sáng, chất ăn sáng này hơn là cái trí ít. Và trí ít nó cũng có khả năng xuyên thấu, là khi khả năng xuyên thấu qua vật thể, chính vì vậy nó mới xuyên qua cái mô và tạo hình được ha. Và khi xuyên qua thì nó sẽ được hấp thu bởi những cái mô nó xuyên qua, và khi mà xuyên qua như vậy thì tí ít cũng có những cái tác động gây ion hóa, và chính những cái ion hóa này nó sẽ gây thay đổi cái đặc tính sinh học của tế bào và mô ha. Và đây là cái tác động mà không mong muốn mà có thể gây tổn thương cơ thể, mình sẽ học tới trong cái phần về an toàn xạ. Thì đây ha, mình thấy phương trình hấp thu tia X ha, Y bằng Y không nhân cho E mũ trừ nguy T ha, tức trong đó là Y không chính là cường độ tia ban đầu, Y là cường độ tia còn lại, nguy thì là hệ số suy giảm tuyến tính ha, nói chung cái này là tùy thuộc vào bản chất mô, và T là cái độ dày của khối vật chất. Thì ở đây cái hình minh họa mình thấy ha, nếu tôi bấm tia X thì nó sẽ cái tia ban đầu á, là nó sẽ chiếu qua cái vật này ha, vật này nó có một cái hệ số suy giảm, khi đó nó qua đây xuyên qua thì nó sẽ còn lại cái cường độ tia X còn lại ở đây. Thì như vậy dựa vào đó thì mình thấy là lập độ trên phim X quang nó sẽ phụ thuộc vào sự hấp thu tia X, sự hấp thu tia X ở cái khối vật chất ha. Nếu hấp thu nhiều á thì cái hình nó sẽ trắng, cho tia X quang nó sẽ đến phim X lại, và nếu hấp thu ít thì hình nó sẽ đen hơn do tia X quang đến phim nhiều hơn. Cái này mình hiểu ha, tức là khi cái tia nó tới nhiều á thì khi cơ thể hấp thu nhiều thì cái số tia nó đi xuyên qua nó sẽ còn lại rất là ít, thì chính vì nó đến ít cho nên là nó không có tác động lên tấm phim nhiều, nó dẫn đến cái hình nó bị trắng. Và ngược lại ha, nếu cơ thể mà hấp thu ít thì cái cường tia nó xuyên qua rất là nhiều thì cái hình hình tia ít đến nhiều thì nó sẽ là có màu đen trên cái phim ha. Thì mình sẽ có 5 đậm độ ha, thường thấy trên X quang thì mình sẽ có 5 cái đậm độ. Đậm độ của khí thì có màu đen tăng dần ha, mỡ thì nó thường có màu xám đậm ha, màu xám xám như thế này. Mô mềm hoặc dịch thì có màu xám nhạt ha, tức là nó hơi trắng trắng nhờ nhờ, xám xám nhưng mà nó trắng trắng nhờ, và xương thì nó sẽ trắng rất là rõ, và nếu mà chất cảm quang kim loại thì nó sáng trắng sáng ha, nó sẽ trắng rõ luôn. Thì đây mình nhìn cái hình này mình hình dung ha. Thì ví dụ như đây là khí ha, số 1 là khí, còn số 2 này á mình thấy nó cũng có lớp dịch ở đây, thì cái dịch trên này chính là cái dịch mỡ ha, còn dưới này là cái dịch của nước. Thì mình thấy cái trên nó như là xám mờ ha, còn dưới mình thì thấy nó xám, nó đậm hơn, và giữa cái vùng xám đậm này mình thấy một cái chìa khóa và kim loại á, thì nó là cái kim loại ha, nó vẫn cao hơn so với cái đậm độ của xương cái bàn tay nằm ở đây. Tương tự đây một cái phim X quang khớp vai thì mình sẽ thấy những cái đậm độ của nó ha. Ví dụ đây là cái đậm độ của xương, đây là đậm độ của khí ha, rất là đen, đây là cái đậm độ của mỡ ha, mình thấy cái lớp mà nó xám xám nhẹ nhẹ ở đây nè, thấy những cái lớp này thì đó chính là đậm độ của mỡ trên X quang. Và đậm độ của cơ tức là một cái mô mềm thì nó sẽ đậm hơn ha, nhưng mà nó vẫn thấp hơn xương. Và cái hình này có đậm độ kim loại ở đây ha, tức là cái này là cái miếng kim loại người ta đặt vào để ra đặt cái đánh dấu cái bên trái phải của phim, thì đậm độ này nó sẽ cao trội hơn so với xương. Thì sự tương phản trên phim ha, thì sự tương phản trên phim thì bản chất là dựa vào cái bản chất của vật ha, tức là số nguyên tử Z, ví dụ như những cái chất như là bari chẳng hạn thì nó sẽ có đậm độ cao hơn những cái chất thấp hơn, như ví dụ carbon, rồi cái sự cô đặc của vật chất ha, rồi sự tương phản cũng ảnh hưởng bởi cái bề dày của vật và các thông số của máy phát như là kV, máy của tia X được phát ra như là kV hoặc là mass. Thì ngoài ra còn có thời gian ảnh hưởng do thời gian phát tia ha.
Thì các yếu tố này ảnh hưởng như thế nào? Thì khi mình tăng cái KV lên, thì KV này chính là cái hiệu điện thế giữa, coi như là KV chính là hiệu điện thế giữa hai cái điện cực, giữa hai cái điện cực anode và cathode của cái bóng đèn đi quang ha. Còn cái cường độ dòng điện ha, miliampere trên dây đó, thì tức là mass đó, tức là cái cường độ dòng điện đi qua cái cực âm ha, cái chỗ dây tóc bóng đèn này, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì khi mình tăng KV chính là mình làm tăng cái năng lượng của tia X ha, và nếu mình tăng mass thì nó sẽ tức là tăng năng lượng, ở đây tức là tăng cái độ đâm xuyên ha, và cái tăng mass này chính là tăng số lượng tia X, thì nó sẽ làm coi như là cái hình nó sẽ được nhiều tia ít tới hơn, thì nó sẽ sáng hơn. Như vậy khi KV giảm thì độ tăng độ tương phản giữa mô mềm và xương, nhưng mà lúc này thì chiều tia sẽ tăng cao lên, tại vì lúc này mình phải tăng mass lên, hoặc là nếu không tăng mass thì nó chiều tia thì cái hình nó sẽ không thấy được ha. Còn nếu mà cái KV này còn phải liên quan đến độ dày của vật, tại vì nếu mà mô quá dày mà mình cái khả năng đâm xuyên của tia yếu quá thì nó sẽ không thấy được, cái hình nó sẽ trắng hết, nó không phân biệt được giữa các cái cấu trúc ha. Ví dụ như chụp những cái như là X quang bụng chẳng hạn, X quang cuộc sống chẳng hạn, thì khi đó mình phải tăng KV lên thì nó mới xuyên thấu được, nhất là những người tàng mập ha, là mình phải tăng KV lên. Thì ngoài ra thời gian phát tia càng lâu thì pin nó sẽ càng đen ha, thì tia càng cao. Thì KV và mass thì được lựa chọn sẽ tùy vùng khảo sát như mình nãy mình nói ha, tức là ví dụ như bệnh nhân chụp bụng thì khác với chụp phổi thì cái do phổi nó cũng chứa khí là chính ha, mô rồi vậy nó ít, thì thường người ta để KV không cần quá cao ha, mass cũng vậy. Nhưng mà với chụp bụng hoặc là chụp cột sống thắt lưng chẳng hạn thì phải tăng KV và tăng cam mát lên cao để nó có thể là năng xuyên thấu tốt lên, đồng thời là chất lượng vẫn giữ chất lượng hình ha. Đây là một ví dụ về cái KV và mát ha. Phía trên là mình giữ nguyên mát và mình tăng KV, thì KV nó càng cao lên ha, dưới 60 KV, 70 KV và dưới 80 KV thì hình nó càng đen ha. Đây, như vậy là cái tương phản á, thì nếu mà KV thấp thì tương phản nó sẽ tốt hơn là so với KV cao ha, KV cao nó sẽ đen thui luôn. Ngược lại ở dưới thì mình giữ nguyên KV nhưng mình tăng mass, thì đó thì cũng tương tự ha, KV mass mà tăng á, thì cái tia nó đi qua được nhiều hơn và cái hình nó cũng sẽ đen hơn. Như vậy là cái ảnh hưởng qua lại ha, thì KV và mass thì thường mình phải bù trừ lẫn nhau tùy cơ quan. Và ngoài ra mình cũng phải nhớ tới cái sự phóng đại của tia ha, thì ảnh hưởng của cái tia thì như cái hình mình thấy đó, tức là do nó dạng một cái dạng cái chùm tia tuyến tính, cho nên khi cái nguồn phát và cái vật mình khảo sát nó càng xa nhau thì cái hình nó sẽ càng nhỏ, nhưng mà nếu nó càng gần thì cái hình nó sẽ càng to ra. Ví dụ trường hợp đây, cái nguồn phát tia đây, pin ở đây, cái bóng pin nó như thế này thôi, nhưng mà khi cái nguồn phát xích lại gần hơn thì cái bóng pin nó sẽ bị phóng to ra hơn, cho nên vì vậy cái hình ảnh này mình thấy đó, khi mình kẻ cái đường tuyến tính này vào thì mình sẽ thấy cái sự phóng đại này sẽ ảnh hưởng bởi khoảng cách giữa đầu đèn và pin, giữa đầu đèn và bệnh nhân và giữa bệnh nhân và pin. Ngoài ra mình cần phải lưu ý tới một vấn đề nữa là tia thứ cấp. Tia thứ cấp là gì? Là những cái tia tán xạ xảy ra khi một cái tia X nó đi qua cơ thể ha, thì khi nó hấp thu vào cơ thể thì nó sẽ xảy ra hiện tượng tán xạ, là nó sẽ phát ra những cái tia thứ đi về các hướng khác nhau. Thì cái ảnh hưởng của cái tức là cái tia thứ cấp này nhiều khi nào, khi cái bề dày nó càng nhiều, tại vì bề dày càng nhiều thì nó càng cản tia, và cái tia nào bị cản thì nó sẽ có tán xạ nhiều, tức là tia mà càng xuyên mạnh thì nó sẽ tán xạ ít. Như vậy là cái KV mà cao, KV cao thì nó sẽ xuyên qua nhiều hơn ha, và nó sẽ gây tán xạ. Rồi độ rộng vùng chụp càng nhiều thì cái sự tán xạ càng nhiều, do nó càng ảnh hưởng nhiều tới nhiều vùng cơ thể thì nó sẽ tán xạ càng nhiều, giống như cái bề dày ha, bề dày và bề rộng ha. Còn KV thì khi mình xuyên qua càng nhiều thì nó sẽ đâm xuyên càng nhiều thì nó sẽ càng tán xạ nhiều. Thì khắc phục thì mình cần phải khu trú vùng khảo sát ha,
với một số vì cái cơ quan chụp nhũ chẳng hạn thì mình cần phải để ép lại để chụp ha, tránh cái tán xạ nó làm nhòe cái hình hình nhũ ha. Thì mình muốn khu trú vùng khảo sát thì mình cần kiểm soát cái chùm tia ha, thì tức là dùng cái đầu đèn thì mình có khả năng mình chỉnh được cái trường khảo sát của chùm tia. Ngoài ra còn có một biện pháp là mình dùng một cái màng lọc ha, tấm lọc thì lúc đầu mình có nói đó là do bất kỳ phát minh ra đó, thì đó là cái tấm ri ha. Tấm ri này thì nó có cách dùng như thế nào, thì tấm ri này là nó sẽ có hai dạng là song song hoặc là chùm. Khi chùm tia đi tới thì khi nó sẽ đi xuyên qua, nhưng mà khi 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 nó bị tán xạ lại thì nó sẽ bị cái tác tấm kim loại như thế này nó chặn lại, nó sẽ ngăn cản cái hiện tượng tán xạ ảnh hưởng lên trên và các cái chùm tán xạ ở ngoài, khi mà đi mà không theo song song theo cái hướng của cái chùm tia chụp cũng sẽ bị cản lại bởi cái ri này ha. Cái ri này người ta phóng đại lên mình thấy nó sẽ gồm những cái ô nhỏ như thế này để cho cái chùm tia đi qua ha, và nó sẽ có cái dạng một là song song hoặc là nó sẽ chụp lại để nương theo cái chùm tia ha. Thì cái chụp ri này đụng mắt cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh, mình phải tăng KV tăng mát lên bởi vì nó sẽ cản bớt cái chùm tia tới ha. Ngay cả những cái tia chính đi nữa thì nó vẫn có thể cản bớt, cho nên mình vẫn cần tăng KV tăng mát lên, nhưng mà có tấm ri thì nó sẽ được cải thiện chất lượng hình ảnh lên tốt hơn. Một số trường hợp ví dụ như tấm ri mà mình đặt lệch chẳng hạn thì mình thấy đó, nếu mà khi mà tấm ri mà thẳng thì rất là tốt ha, nó sẽ cản được tia thứ cấp, đồng thời cái hình nó sẽ cân đối. Nhưng mà khi mà bị lệch như thế này thì những cái tấm ri nó sẽ lại làm che mất cái chùm tia chính, và chính vì nó gây ra hình ảnh bị nhòe ha. Ví dụ như đây cái hình dưới này là một cái hình mà cái lúc chụp là cái tấm ri bị lệch, thì mình thấy cái hình nó rất là mờ, không sắc nét. Còn đây là cái hai hình so sánh của một bên đó là chụp không có tấm ri và một bên là chụp có tấm ri ha. Thì tấm ri bên chụp tấm ri thì mình thấy đó, hình ảnh nó trong hơn ha, nó rõ các chi tiết giải phẫu hơn, nó không bị nhòe như cái hình bên này ha. Những cái chi tiết mình mạch máu chẳng hạn bên này thì mình thấy nó hơi nhòe, nhưng bên này thì mình sẽ thấy cái mạch máu thì nó sẽ rõ ràng hơn, cái hình ảnh nó sắc nét hơn và nó sáng hơn ha. Rồi thì đi tiếp về các kỹ thuật thu ảnh. Các kỹ thuật thu ảnh thì nó gồm các kỹ thuật như là X quang quy ước thông thường, cái kỹ thuật X quang mà số hóa, X quang kỹ thuật số ha. Một cái nữa mình như hồi nãy có nói ha, là X quang tăng sáng truyền hình thì nó sẽ gồm có các như là soi hình quang hoặc là cái can thiệp mạch đó, DSA nha, tức là chụp mạch máu số hóa xóa nền ha. X quang quy ước thì nó khi mà mình muốn chụp ra tấm phim thì ví dụ X quang thời xưa thì người ta sẽ cầm cái phim đó, kỹ thuật viên sẽ cầm và đi nhúng cái phim vào những cái hộp đựng hóa chất như thế này ha, thì nhúng lần lượt qua từng hộp một thì nó sẽ tráng xong cái phim và mình đem phơi khô, mình có thể phơi khô rồi xong mới đem vào sử dụng, thì lúc đó thì nó sẽ kết tủa lên trên tấm phim và nó tạo ra cái hình phim phổi hồi xưa ha. Phổi vì vậy phim phổi hồi xưa có cái muối bạc ở trên, cho nên nhiều người sau này là người ta họ đi thu mua cái phim phổi đó về để họ xử lý, hoặc là họ lấy cái bạc đó để bán kiếm lời nhé. Thì sau này thì người ta đã phát minh ra cái hệ thống xử lý tự động tốt hơn, mình chỉ được đưa phim vào, thì trong đây người ta đã có sẵn những cái hộp hóa chất và máy nó sẽ lăn những cái tấm phim đó, người ta lăn qua từng cái hộp một, người ta tự lấy ra và khi tự phơi khô, tự hâm khô trong máy, và khi lấy ra là nó đã ra cái sản phẩm phim để đọc được luôn, thì nó sẽ tiện hơn ha, đỡ độc hại cho kỹ thuật viên hơn. Nhưng mà mấy cái kỹ thuật in này thì gần như là chỉ còn những cái tuyến phòng khám hoặc là các cái bệnh viện mà chắc ở xa xôi đâu còn sử dụng, chứ còn hiện giờ đa phần là mọi người ở Việt Nam thì chắc cũng đa phần các nơi, các nhất là các bệnh viện nhà nước đều được trang bị những cái hệ thống phim kỹ thuật số. Thì mình sẽ đi vào cái phim kỹ thuật số đầu tiên ha, tức là một cái X-quang mà số hóa ha, tức là cái loại này thì nó gọi là kỹ thuật số chứ, gọi là gián tiếp mà thôi, tức là nó không phải là thực sự là một cái kỹ thuật số thực sự, mà nó là vẫn là cái kiểu cũng khá giống như cái phim bình thường, chỉ có điều là nó sẽ thay tấm cassette bằng một cái tấm tấm CR hay tấm IP ha,
tấm phim này thì nó có tráng sẵn những cái chất kia đó, và khi khi mình chụp xong ha, mình chụp bệnh nhân xong mình sẽ đem cái tấm đó vào một cái máy quét. Thì thường cái máy quét này sẽ đọc bằng tia laser, thì khi vào thì nó sẽ quét lên những cái tấm phim này, và nó sẽ chuyển đổi cái hình ảnh nó quét được trên tấm phim này thành tín hiệu kỹ thuật số để đưa vào trong cái máy chạm ha, và máy chạm hiển thị cái hình ảnh kỹ thuật số đó lên đây, và mình có thể lấy phim đó đi in hoặc là mình có thể đọc ngay tại đó. Thì do nó gián tiếp ha, cho nên nó không có phải là một cái máy 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 kỹ thuật số thực sự ha, và nó chất lượng hình ảnh cũng sẽ không tốt ha, không không có tốt bằng so với một cái kỹ thuật số thực sự, nó chỉ tương đương với một cái phim thường quy thôi ha. Thì đây là cái X quang kỹ thuật số ha, DR, tức là một số nơi thì nó là đi từ đi có nghĩa direct ha, thì nó cũng giống nhau thôi, nó là tức là trực tiếp. Thì cái này cái kỹ thuật phim này á, thì người ta sẽ chụp nó lên một cái tấm phim điện tử. Thì cái tấm này nó trên cái tấm đó nó sẽ chứa rất là nhiều cái transistor nhận các tín hiệu của TX. Thì cái transistor này trên đó nó ngoài ra người ta còn phủ các cái lớp mà tăng sáng giúp tăng cường cái nguồn TX chiếu tới ha, giúp cho các transistor này nhận tín hiệu, và ngay cái transistor nhận được tín hiệu nó sẽ chuyển trực tiếp ngay lập tức thành tia tín hiệu điện tử và truyền về máy ha, không có cái công đoạn là cầm cái cassette hay tấm IP đó đi quét để ra nữa, cho nên nó tốc độ nó rất là cao ha. Sau khi chụp một cái là sao sẽ hiển thị hình ảnh ngay ở đây để mình in hoặc là mình đọc ngay, không cần thiết phải quét nữa ha. Và nhờ cái việc mà có cái những cái thiết bị transistor kèm những cái tấm tăng sáng đó mà cái tín hiệu của phim DR có độ phân giải rất là cao ha, cao hơn hẳn so với những cái phim trước đó, hơn cả CA, hơn kỹ thuật số, hơn cái quang thường quy ha, và cái thời gian chụp cũng rất là giảm. Thì cái nhược điểm của nó là hơi mắc tiền, vì một tấm phim điện tử transistor này thì tùy giá nhưng mà có thể lên tới vài trăm triệu một tấm ha. Tuy nhiên cái số lượng chụp được mỗi tấm như thế thì người ta tính ra cũng rất là nhiều, có thể lên tới 50-60 ngàn lần chẳng hạn, thì tính ra cái số tiền bỏ ra so với một lần chụp thì nó không nó vẫn là tốt hơn, nhưng mà để đầu tư được một cái máy như thế thì nó lại mắc tiền hơn so với những cái dàn phim trước đó ha. Nhưng mà hiện giờ thì đa phần các nơi thì ít nhiều cũng phải là một cái dàn CA hoặc là DA ha, để chụp X-quang rồi ha. Chứ còn những cái phim quy ước như hồi xưa rửa nước rửa tay như thế này thì rất là hiếm, chỉ còn lại các phòng khám là chính thôi, chứ còn đa phần các bệnh viện đều để nâng cấp lên hệ thống kỹ thuật số rồi. Thì lợi thế của cái X-quang kỹ thuật số thì nó sẽ là nhanh và có liều tia thấp, vì nó có những cái tấm tăng sáng ở trên ha, cải thiện cái chất lượng mà không cần phải cái để liều tia cao, và độ phân giải của hình ảnh thì đó nhờ cái những cái tín hiệu chuyển đổi như thế được phân giải cao. Và nhất là một cái quan trọng đó là vì hình nó lưu trên máy, tức là mình có thể chỉnh sáng tối, tăng giảm cái cửa sổ hoặc là tương phản lên theo ý của mình. Chứ còn nếu như hồi xưa là khi phim đã in ra thì không thay đổi được nữa, và cái lúc đó thì cái phim đẹp hay không là do cái tay nghề của kỹ thuật viên họ họ nhúng phim có đúng chuẩn hay không. Ví dụ nhúng mà không chuẩn thì cái ra một cái phim nó sẽ bị lem nhem hoặc là phơi khô không đạt, thì nó sẽ lem nhem, nó bị nhòe, nó sẽ không đạt chất lượng ha. Còn cái hình của kỹ thuật số thì sau khi chụp ra thì mình có thể chỉnh tăng giảm cái thông số để mình đọc cho vừa mắt ha, rất là lợi. Ngoài ra cái việc mà đọc được phim ở trên trên máy tính nó có, nên có nhiều bệnh viện bắt đầu hoặc là phòng khám bắt đầu triển khai là không in phim cho bệnh nhân nữa, mà chỉ gửi một cái địa chỉ fax hoặc là một cái gửi một cái hình qua mail hay gì đó cho bệnh nhân, để bệnh nhân có thể hoặc một cái file đi com, tức là file lưu giữ hình ảnh trên USB, hoặc là gửi qua mail cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể cầm đi khắp nơi ha, mà bác sĩ ở những nơi khác có thể đọc được. Thì cái việc đó nó sẽ tiết kiệm cái tiền in phim ha, cũng ít gây cái độc hại môi trường do việc xử lý phim và những cái thuốc để rửa phim hay là in phim.
Và đương nhiên thì cái việc lưu trữ trên ổ đĩa cứng thì nó sẽ lâu hơn ha, và dễ dàng vận chuyển hay là chuyện đưa tới cho những cơ sở khác hơn so với một cái tấm phim cầm to vừa nặng vừa dễ thất lạc và nó cũng dễ hỏng. Thì mình đi về cái ít quang tăng sáng truyền hình ha, thì cái ít quang tăng sáng truyền hình thì nó ra đời từ rất lâu rồi ha, nó ra đời từ đầu, tại vì ban đầu người ta chưa có những cái tấm phim để chụp kết quả mà người ta sẽ phải soi trên cái máy như thế này ha. Đây là cái hình soi vào những năm 1900 ha, năm 1900 mình đấy đó, tức là người ta soi lên cái tấm hình quang như này, tấm kính hình quang như này để soi cái phim ha. Thì đến những năm 20-30 thì người ta vẫn còn sử dụng cái cách đó ha, nhưng mà hiện đại hơn. Và những năm 50 thì đã có những cái máy để mình soi nhìn như thế này ha. Thì sau này thì hiện giờ thì sao? Hiện giờ thì mình chắc cũng một số bạn đi lâm sàng cũng biết ha, có những cái máy gọi là Siam, nó dùng trong thứ nhất là can thiệp mạch máu, hai là có thể dùng trong những cái phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ha. Thì để cái máy đó cấu tạo thì nó sẽ gồm một cái camera ha, camera ở trên này và dưới này nó có những cái kính để thu cái tín hiệu của tia X ha. Và dưới này có cái bóng tăng sáng truyền hình đó, như mình đã nói hồi nãy ha, để thu nhận cái tín hiệu của tia X. Thì như vậy tia X ở dưới này thì nó sẽ phát ra một cái dù tia X thì cũng thấp, tức là có cái điều tia thấp để nhưng mà được khuếch đại bởi cái bóng tăng sáng truyền hình ha, máy tăng sáng truyền hình là thu nhận bằng camera và nó chiếu lên trên trên cái màn hình để mình coi được cái hình cái hình X quang ha, và theo thời gian thực thì nó gọi là cái gọi là soi hình quang ha, tăng sáng truyền hình ha. Thì ứng dụng của nó là để khảo sát ống tiêu hóa, tầng thuốc cảm quang ha, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, khảo sát đường thở, chuyển động cơ hành ha, và một số can thiệp như là chụp đường mật xuyên qua da ha. Cái này người ta bơm thuốc cảm quang lên thì mình soi lên mình thấy cái thuốc đó để mình can thiệp ở ngoài vào ha, xuyên cái kim ở ngoài vào cho nó đúng vị trí. Thì đây là một cái đoạn clip về cái việc soi hình quang mà của cái thực quản và dây thực quản bằng thuốc cảm quang ha. Đó, mình thấy bệnh nhân nuốt cái thuốc baril ha, nó sẽ đi xuống vào trong dạ dày hay vào trong thực quản rồi xuống dạ dày ha, nó sẽ đi chậm chậm xuống đó, mình sẽ thấy cái nhu động của cơ hoành nó hô hấp ha, để thuốc nó xuống nhưng mà nó có một cái lúc nó hơi ngừng lại và nó hơi trào ngược lên trên ha, do cái nhu động nó bị trào ngược ha. Và đó là cái tiếp tục nó đi xuống đây đây ha. Đó là một cái bạn clip thấy cái việc nuốt thuốc bằng quang để khảo sát cái thực quản ha. Thì bệnh nhân chẳng hạn như là bị trào ngược, bị vấn đề về thực quản như mà mình muốn đánh giá thì thường người ta sẽ chụp cái kỹ thuật này để khảo sát cái việc nuốt xem có cái những cái dị dạng hay có bệnh lý của thực quản hay không. Rồi mình sẽ qua tiếp tới cái phần là DSA ha, nó là chụp mạch máu số hóa xóa nền. Là số hóa là tức là nó sẽ dùng máy tính để mình xóa một cách nhanh chóng và nó theo thời gian thực. Thì nó sẽ gồm có hai cái bộ phận, một cái là nó sẽ chụp cái hình gọi là mask, tức là hình một cái hình mà chưa có thuốc trước ha, và sau đó là nó sẽ chụp một cái hình, nó sẽ quét để làm cái nền ha, và sau đó nó sẽ chụp một cái hình đã có thuốc vào, và hai hình này nó sẽ dùng máy tính để nó xóa xóa của nhau đi, và lúc này nó sẽ chừa lại cái bộ hộp sọ để xóa đi, và nó sẽ chừa lại mỗi cái hình ảnh của các cái mạch máu ha, mạch máu sọ não chẳng hạn, để mình qua đó mình phát hiện có thể chẩn đoán ví dụ như là nhồi máu não, và dựa từ đó mình có thể đưa các cái catheter lên đó để can thiệp lấy huyết khối ha, đặt stent một phần vân vân. Thì trong cái ứng dụng thì đó ha, đoán điều trị can thiệp các mạch máu
mình có thể coi một đoạn clip về để mình coi ha, về cái quá trình. Rồi thường là họ sẽ chọc một cái lỗ ở động mạch đùi ha. Gặp vào là đó, phải thở luôn cái catheter từ động mạch đùi theo động mạch chủ ngực. Rồi lên tới cung mật chủ và qua động mạch cảnh ha. Động mạch cảnh để đi vào cái động mạch nội sọ, động mạch cảnh nội sọ. Khi mà đã lên được tới động mạch cảnh cảnh trong thì để bơm thuốc vào để khảo sát cái mạch máu, và đó có thể luồn các cái catheter lên để can thiệp mạch máu nó cần thiết. Thường thì khi làm thì sẽ có chiếu cái hình ảnh nó lên trên màn hình để bác sĩ can thiệp là biết là cái catheter nằm ở đâu nhé. Thì đó là quá trình can thiệp mạch máu ha. Thì về các thuật ngữ mô tả trên X-quang á, thì thông thường là mình chỉ chú ý những cái thuật ngữ dễ gây hiểu nhầm như là hình mờ. Hình mờ thì nó sẽ là bằng những tổn thương nó trắng trên phim ha, là có hình sáng. Nhưng hình sáng ở đây sẽ là những cái tổn thương nó đen trên phim ha, nó khác với mình nghĩ là sáng thì nó sẽ trắng, nhưng mà thật ra là hình mờ mới là cái tổn thương có nó đậm độ cao, nó có cái màu trắng trên phim. Còn khi mình nói tới hình sáng thì nó sẽ là những cái tổn thương có đậm độ thấp ha, có màu tối đen trên phim ha. Như vậy thì sẽ có những cái hình ví dụ như tăng sáng hoặc là tăng mờ hoặc là mờ chẳng hạn ha. Ví dụ như đây thì mình sẽ thấy chỗ này, mình thấy cái phổi ha, nên cái quanh phổi thì mình sẽ thấy đây là cái vùng phổi nó so với đối bên thì nó rất là đen ha, mình sẽ thấy rất ít mạch máu. Thì đây là một cái trường hợp tràn khí màng phổi ha, mà có đẩy lên trên đất, tức là tràn khí màng phổi áp lực, thì mình sẽ thấy cái phổi nó bị tăng sáng ha, tăng sáng tức là nó đen hơn nha. Và ở đây thì mình thấy có một cái khối mờ ha, đám mờ ngay cái vùng thì giữa phổi phải này ha. Thì đây chính là một trường hợp bị viêm phổi ha, tức là tổn thương mờ ở đây, tức là mình thấy nó trắng hơn ha, so sánh là mình sẽ thấy nó trắng hơn so với cái phổi bên cạnh nó đen như thế này, đây có một màu trắng. Thì đó chính là những cái thuật ngữ thường gặp của bên X quang ha. Giờ mình sẽ tới siêu âm ha. À, mọi người có muốn nghỉ một chút không, để nghỉ nghỉ 50 phút gì đó rồi mình tiếp tục ha. Dạ nghỉ tí thầy ơi. À, thì thôi mình nghỉ khoảng 10 phút đi ha, 10 phút rồi mình tiếp tục vào lúc 3:40 đi ha. Này, thì an toàn bức xạ ha, thì nói tới cái X-quang thì chắc chắn là mọi người sẽ phải nghĩ tới cái an toàn bức xạ này ha, bởi vì cái tia X là nó có tác dụng phụ là nó gây viêm hóa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể ha. Và thường khi mình chụp được vậy thì mình cần phải có cái bảo đảm an toàn cho bệnh nhân cũng cho chính bản thân các bác sĩ, các kỹ thuật viên chụp X-quang ha, trong quá trình chụp chiếu. Thì đây cũng là một cái sự e ngại để khiến cho cũng một số bạn nữ hoặc là đôi khi cả bạn nam thì e ngại cái việc tham gia hoặc là làm bác sĩ chẩn đoán ảnh, thì sợ bị ăn tia rồi sợ xong này ảnh hưởng tới con cái rồi vân vân ha.
thì nói chung mình sẽ học cái này để mình biết thêm về cái đó ha, và có thể tư vấn cho người thân ha, hay cho đồng nghiệp nếu như có những cái thắc mắc như thế mình tư vấn được chẳng hạn ha. Thì cái này mình cũng hay thường gặp và cũng từng được hỏi các cái bác sĩ đồng nghiệp hoặc là người thân hỏi ha. Thì về an toàn bức xạ thì đấy ha, đầu tiên thì mình thấy là đi chụp thì hàng ngày thì chụp rất là nhiều X quang, CT, rồi DSA, rồi cái kỹ thuật đó đều ăn tia. Thì khi chụp thì đương nhiên thì có người sẽ thắc mắc, có người không, có người thì bảo chụp nhiều có sao không, thì đương nhiên thì mình thường hay trấn an là không sao, chụp một vài lần không sao, nhưng mà khi xuống thì đấy thì cũng thấy coi như mình bác sĩ đi núp ở ngoài ha, người thì mặc áo chì áo đồ, đeo kính đeo đồ, trang bị tận răng hết, thì bệnh nhân thì có người họ cũng thắc mắc ha, thì họ cũng lo lắng, nhưng mà mình sẽ tư vấn cho họ ha. Thì trước tiên là mình sẽ biết về các nguồn bức xạ, thì tự nhiên những bức xạ thì sẽ có các nguồn bức xạ như bức xạ tự nhiên ha, tức là ngoài trời á, ví dụ như nó có thể từ đất như từ các kim loại hoặc là các cái quặng có khả năng cắt cái tia xạ ha, từ không khí, và cái nãy mình nói đến bức xạ vũ trụ, nhưng bức xạ vũ trụ thường thì nó được cái tầng khí quyển mình nó che đỡ rồi nên thường nó rất là ít, là từ thức ăn ha, là nước nữa. Thì trung bình trên thế giới thì cái mức bức xạ tự nhiên thì nó rơi vào khoảng 1,5 đến 3,5 milisievert ha. Một số những vùng á, thì có đặc biệt thì nó có cái đất thổ nhưỡng đặc biệt thì nó có thể cao hơn ha, thậm chí có thể lên tới tới 10 thậm chí 20 milisievert một năm ha. Một số vùng đặc biệt thôi, còn ở Việt Nam thì đa phần nó nằm trong cái vùng giới hạn của thế giới. Thì đối với cái giới hạn về cái mức liều xạ thì sử dụng trong y khoa thì ở Việt Nam thì quy định là ở cộng đồng chung, tức là với người với cư dân ha, không có, tức là không phải bệnh nhân á, cư dân sống bình thường thì giới hạn của cái X quang dùng trong y khoa thì sẽ là 1 mSv một năm ha. Còn đối với nhân viên bức xạ thì được là đến 20 mSv một năm ha, nghĩa là một năm mình có thể, và thường họ sẽ tính theo nhiều năm, thì có thể ở mức 20 mSv thì vẫn còn nằm trong cái mức an toàn. Thì hàng năm thì các nhân viên bức xạ thường sẽ ai cũng sẽ đeo một cái liều kế để được tự do hết, và các cái chỉ số hàng năm mình phải rơi vào một năm ở dưới 20 mSv này thì mới được tiếp tục làm cái công việc bức xạ. Còn nếu mà cao hơn thì người ta sẽ cho mình nghỉ làm cái công việc khác trong một thời gian để nhất là trong cái quá trình đó họ có thể kiểm tra công thức máu của mình để xem có những biến đổi về các tế bào máu hay không. Nếu mà không có thì cái thời gian mình đi làm lại sẽ sớm, nhưng mà nếu có biến đổi về 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 máu thì có thể mình sẽ nghỉ phải lâu rồi mình mới được làm phép làm lại. Thì mình nên biết một số cái điều bức xạ, một số kỹ thuật thường gặp ha. Thì nó sẽ mình sẽ ở đây có các cái mục như là kỹ thuật liều bức xạ trên bệnh nhân ha, tức là cái liều bệnh nhân ăn tia nhận được đó, và người của bức xạ nền tương đương ha, tức là giống như bức xạ nền là gì, giống như kiểu là bức xạ nền mà làm 10 ngày, tức là tương đương giống như kiểu mình ăn cái liều bức xạ mà ngoài trời ha, giống như ra nắng vậy đó, đi nắng 10 ngày liên tiếp chẳng hạn. Thì như vậy một cái X quang ngực thì nó bệnh nhân thường nhận được cái liều là 0,1 mSv ha. Thì cái 0,1 mSv này á thì sẽ tương đương với 10 ngày bức xạ nền ha. Nhưng một cái X quang chi thì mình biết rồi, cái chi như là cái bàn tay chẳng hạn thì nó người ta sẽ khu trú cái trùm tia lại, và cái tia thường nó không chiếu vào người, nó chiếu vào cái tay thôi, mình để rời ra thì cái liều bức xạ rất là thấp, nó chỉ có khoảng dưới 0,01 mSv ha, tức là chỉ khoảng dưới 3 giờ bức xạ nền ha, giống như mình đi giang nắng ngoài đường thôi. Thì một số kỹ thuật khác thì cao hơn, ví dụ như quan cột sống thắt lưng chẳng hạn, như hồi nãy mình nói là cột sống thắt lưng thì mình đòi hỏi mình phải tăng cái KV, tăng mass lên để nó xuyên qua được cái cơ thể rất là lớn của mình, thì đồng nghĩa với việc cái bức xạ nó sẽ nhiều hơn ha, tới 1,4 lần. Thì cái một lần chụp X quang cột sống thắt lưng mà gồm hai tư thế như thế thì nó sẽ tương đương với việc mình 6 6 tháng bức xạ nền ha, là một lần chụp thì nó cũng tương đối nhiều, nhưng mà so với một cái nhân viên bức xạ thì mình thấy đó nó vẫn rất là thấp, tức là 20 mSv ha. Cộng đồng chung thì với những người mà không có bệnh không có gì thì dưới thì một thì cái chuyện bình thường rồi ha.
Rồi với X quang răng cũng vậy ha, thấp ha, nhũ ảnh cũng thấp ha, chỉ có 0,21. Đo loãng xương là rất là thấp ha, 0,01. Và những cái kỹ thuật khác mình sẽ thấy nó khá là tăng ha. UIV thì cái kỹ thuật này thường giờ cũng biết chụp rồi, UIV là kỹ thuật chụp X quang có tia thuốc tương phản, thì thường phải chụp nhiều lần cho nên cái điều tia nó tăng lên, chưa kể là cái kỹ thuật là chụp bụng nữa. Nhưng mà hiện giờ thì người ta sẽ ứng dụng qua là thành chụp bụng ha. Thì chụp X quang đường tiêu hóa và phản quang cũng vậy ha, thì cũng phải chụp nhiều lần và cái điều tia là cao để nó xuyên, nên cái điều tia nó khá là cao. Nhưng mà giờ cũng tương đối chỉ có gặp những bệnh nhân có bệnh lý như kiểu như ung thư trực tràng hay là dạ dày gì đó thì thực quản thì có thể có dùng đường tiêu hóa ha, cũng ít chỉ định. CT sọ não là một cái chỉ định cũng tương đối thường gặp ha, và mình thấy nó cũng khá là thấp thôi, chỉ 1,6 mSv, tức là tương đương với 7 tháng bức xạ nền, nhưng mà 1,6 này tính ra rất là thấp ha. Như vậy là một người chụp một cái CT sọ thì nó tương đương với khoảng 16 lần cái một cái X-quang ngực ha. Nhưng mà nếu mà mình chụp những kỹ thuật cao hơn như là kỹ thuật X-quang CT ngực hay là CT bụng thì mình thấy đó, cái điều tiên rất là cao, với một lần chụp bụng là nó đã 15,4 mSv. Vậy là nó một lần chụp bụng là có thể là coi như là mình đã gần hết một cái giới hạn cho một nhân viên an toàn bức xạ một năm rồi ha. Thì đó, cho nên cái chỉ định khi mình chỉ định thì mình phải nắm được một số cái sự tương quan đó để mình chỉ định. Ví dụ một bệnh nhân mà mình không thể cứ chỉ định ăn rồi chỉ định CT bụng liên tục được ha. Nói chung nếu trường hợp cần thiết thì vẫn được, nhưng mà nếu không cần thiết thì mình nên giãn cách cái CT bụng ra, bởi vì cái liều tia mỗi lần chụp bụng rất là cao. CT mạch vành ha, thì CT mạch vành nó cũng đỡ hơn ha, vì thường dùng cái máy nó cắt nhiều và nó phát cái tia khu trú lại ha, bằng cái pin thôi. Thì như vậy thì mình xem cái bảng mức độ liều tia ha. Thì như vậy á, thì thường á, mình nhìn cái bảng mình sẽ thấy thì với một mức độ người ta nghiên cứu thì mức độ là dưới 100 mSv một năm thì gọi là cái mức độ an toàn. Người ta thường lấy 20 mSv là để cho những cái nhân viên đang bức xạ ha, là để an toàn thôi. Nhưng mà thực tế thì nếu một người bình thường mà nhận cái liều dưới 100 mSv một năm thì theo nghiên cứu là không hề thấy có triệu chứng hay tăng nguy cơ ung thư, theo những nghiên cứu mới nhất ha của nước ngoài, các cái hội chẩn đoán là Mỹ chứ không phải ở Việt Nam ha. Và nếu mà trên 100 mSv thì mới có bắt đầu tăng nguy cơ ung thư ha, tức là trên 100. Và nếu liều tia mà là 1.000 mSv, tức là gấp 100 lần cái mốc này, mốc an toàn, gấp 10 lần cái mốc an toàn thì mới tăng nguy cơ ung thư khoảng 5%. Như vậy là cái tia X nó có tác động cái tăng nguy cơ ung thư là nó có, nhưng mà cái tăng thực ra nó cũng không cao ha, nhưng mình thấy là nó không cao. Nghe nếu mà ở dưới 100 mSv, tức là trong cái giới hạn nãy giờ mình nói đó, tức là một cái X-quang ngực chẳng hạn chỉ có 0,1 mSv thôi, tức là mình phải chụp tới 1.000 cái X-quang ngực thì mới đạt được cái mốc 100 mSv chẳng hạn. Thì đó, thì nó không có gây triệu chứng mà cũng không có tăng nguy cơ ung thư. Và dĩ nhiên nếu mà bị cái mức độ cao ha thì nó vẫn có gây tổn thương cấp, và nếu mà 5 đến 10 sievert, tức là tới 5 đến 10.000 mSv thì sẽ gây chết người ha, và gây ung thư cao, và các cái cơ quan bị ảnh hưởng thì đó mình có thể mắt, tuyến giáp, của thận, phổi, dạ dày ha, các cái cơ quan sinh dục ha, da và cái tủy xương là đều ảnh hưởng bởi cái tia X ha. Thì như vậy mình thấy đó, những cái X quang chẩn đoán thì chỉ dừng lại ở mức 20 mSv, 20 mSv hoặc là trở xuống ha, thì nó không không thật ra là không nguy hiểm ha, nhưng mà mình vẫn phải để một cái mức phải để đề phòng. Thì mình sẽ biết qua cái hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa là nó sẽ có cái cơ chế trực tiếp ha, tức là ion hóa này sẽ gây ion hóa các phân tử trong tế bào như là các ADN chẳng hạn, nó gây đứt gãy liên kết trong các gen, các nhiễm sắc thể, và từ đó nó sẽ gây gây sai lệch cấu trúc, khi mà các tế bào mình nhân lên thì nó sẽ sai lệch ha, gây tổn thương tế bào. Và nó có cơ chế gián tiếp là qua việc các phân tử nước trong cơ thể nó sẽ bị ion hóa lên và nó phá hủy các cái enzyme protein lipid ha trong tế bào, và cả ADN thì nó cũng sẽ gây tổn thương chức năng. Thì người ta sẽ phân ra thành cái tổn thương sớm do hiệu ứng tất nhiên ha, tức là cái chuyện mà nhận một cái liều cao vào người chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ tổn thương, không cần
không cần phải lâu dài gì hết, nhưng mà ngay trước mắt là sau khi nhận liều cao là chắc chắn các tế bào sẽ bị phá hủy, thì nó sẽ gây tổn thương ngay ha, thì nó sẽ ảnh hưởng ngay đến hệ tạo máu, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh ha. Các triệu chứng thường gặp là buồn nôn, nôn, mệt mỏi, sốt, có thay đổi về máu đó, tức là khi mình thấy mình nhiễm xạ thì thường người ta sẽ xét nghiệm máu để xem có thay đổi không. Với da thì nó sẽ gây các cái ban đỏ ha, rụng tóc, thậm chí là bẩm và hoại tử loét. Với tuyến sinh dục thì nó có thể gây vô sinh ha, tức là cả nam và nữ đều có thể gây vô sinh, nhưng mà đó là với cái tổn thương cấp và với liều rất cao ha. Với mắt thì nó có thể gây hư hại các giác mạc, các kết mạc mắt. Với những cái tổn thương nguồn do hiệu ứng ngẫu nhiên thì đó, tức là khi một cái tế bào nó bất thường thì cái ADN mà nó bất thường đó nó được nhân lên thì nó có thể sinh sôi lên, và càng về sau nó càng sai lệch đi thì nó sẽ hình thành ra những cái gọi là ung thư ha, ví dụ như ung thư máu, xương, phổi, tuyến giáp ha, có thể gây đục thủy tinh thể, rối loạn di truyền ha, giảm tuổi thọ. Nên mình thấy đó, tức là cái tia trực tiếp nó tác động vào tế bào ha, và cái tổn thương gián tiếp nó tác động lên các cái phân tử nước này cũng nó sẽ gây tổn thương tế bào, và các cái viêm hóa này nó gây tổn thương ADN ha, nó sẽ gây cái đột biến, và đột biến thì sẽ có những cái phản ứng cơ thể chống lại, thì nếu như mà phản ứng mà chống lại được thì nó có thể là nó sẽ không có phát triển thành ung thư ha. Nếu cơ thể có những hệ miễn dịch nó tiêu diệt được những tế bào đột biến này thì nó sẽ không ung thư, nhưng một số đột biến thì nó có thể di truyền vào trong tinh trùng ha, để nó di truyền vào thế hệ sau, hoặc là nó một số cái tế bào nó không có được cái phản ứng của cơ thể nó không có tốt thì nó có thể tạo ra được những cái tế bào ung thư ha, là chúng tôi lắc chuyển thì nó gây chết ha. Thì đây ví dụ như những tế bào mà được sửa chữa thì nó sẽ trở lại bình thường ha. Đây cái sơ đồ như mình nói hồi nãy ha, đó, tế bào bị nhiễm xạ thì nếu mà không tác động thì như thế này, nếu như mà nó nhiễm tia xạ thì nó sẽ có thay đổi tế bào, thì nếu mà nó sửa chữa được thì nó sẽ trở thành những cái tế bào gọi là nhân bản á, mà có mang mầm ung thư thôi, nhưng mà nếu không thì nó sẽ ra sinh sôi thành tế bào ung thư ha, để tạo ung thư, hoặc là nó sẽ tạo ra những cái tế bào mà như tinh trùng chẳng hạn ha, nó sai lệch rồi nó sẽ truyền qua các cái sau gây những cái gì cái đột biến hoặc là những cái gì già dị tật mà có tính di truyền. Còn nếu mà nó chiếu trực tiếp vào thì sẽ gây chết tế bào, thì nó sẽ để nếu mà nó bị tổn thương những cơ quan mà nó không có quan trọng trong cơ thể thì nó chỉ giống như là một cái phương pháp điều trị bằng coi như xạ trị thôi ha. Nhưng mà nếu như tổn thương những cơ quan quan trọng như là thần kinh hay là tạo máu hay là hệ tiêu hóa thì nó có thể gây tổn thương gây chết người. Thì nguy cơ trong y khoa thì với đối tượng là phụ nữ mang thai và trẻ em thì là những cái yếu tố nguy cơ cao ha, thì nó sẽ tăng lên nếu mình chụp nhiều lần, chụp CT hoặc là dùng cái quang can thiệp. Cái quang can thiệp này cũng phải chụp liên tục ha, giống như mình dùng cái đèn mình chiếu liên tục mà, tức là soi trên cái màn hình tăng sáng mà, cho nên là nó sẽ tăng cái liều tia lên. Cho nên thì với những cái bệnh nhân mà đang tuổi sinh đẻ thì trước khi mình cho chỉ định ha, để mà chụp X quang thì nếu được thì mình nên hỏi nguy cơ có thai hoặc nghi ngờ có thai không rồi mới chỉ định, để tránh những trường hợp mà bệnh nhân, thì cũng có những trường hợp bệnh nhân không hề biết họ có thai ha, nhưng mà mình nếu mà mình phòng ngừa hoặc là mình nói họ có thể nói là họ có trẻ kinh chẳng hạn, thì đó thì mình có thể cho làm siêu âm, mình cho làm xét nghiệm trước để loại trừ nguy cơ. Bởi vì khi mà họ mà có thai mình chụp X quang thì sẽ rất là rắc rối ha, họ sẽ lo lắng rồi họ có thể kiện tụng cái chuyện đó. Thì đương nhiên là kỹ thuật viên trước khi chụp các bác sĩ cũng sẽ hỏi lại lần nữa ha, nhưng mà đôi khi sai sót trong y khoa là nó vẫn xảy ra được, là do là lúc hỏi có thể bệnh nhân cũng không rõ chẳng hạn như thế, thì tốt nhất là mình cứ hỏi thêm nhiều vòng như vậy nó sẽ khả năng nó loại trừ nguy cơ đó ra. Thì cái vấn đề mà khi mà có thai mà lỡ chụp X quang rồi thì cũng là một câu hỏi thường hay gặp, tức là bệnh nhân là không biết có thai rồi sau đó đi chụp X quang rồi xong về phát hiện có thai thì sẽ lo lắng, họ
hỏi lại các bác sĩ, thì thường các bác sĩ không rành lắm thì sẽ hỏi lại các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, thì xem thử cái việc chụp X quang như thế và thậm chí đôi khi chụp CT như thế thì nó có ảnh hưởng hay không. Thì theo nghiên cứu ha của trung tâm CDC của bên Mỹ ha, theo nghiên cứu mới nhất thì như ở đây mình có trình bày ha, thì với những cái liều tia mà dưới 100 milisievert ha, tức là cái trong cái ngưỡng an toàn, thì hiện giờ người ta không phát hiện các tác động đến sức khỏe của thai nha, ngoài ung thư đó, tức là nó sẽ không có tác động đến sức khỏe ha. Còn cái ung thư thì tí mình sẽ trình bày tiếp. Thì như vậy thì với cái liều tia thấp như cái X quang hay là đôi khi thậm chí cả CT sọ đi nữa, thì khả năng có gây đột biến hay là gây tác động tới cái bào thai thì thường rất là thấp ha. Và nếu cái liều tia mà cao từ 100 đến 500 milisievert thì đối với những cái thai mà mới thụ thai á, thì nó có tăng nguy cơ không đậu thai. Nhưng mà nếu phôi thai sống sót, tức là phôi thai nào mà không vẫn có thể đậu thai được á, thì thường là không ảnh hưởng sức khỏe đáng kể ha. Và nếu như những cái thai mà từ 3 tuần đến 5 tuần thì có thể có tập chậm tăng trưởng ha. Tương tự cho thai từ 6 đến 13 tuần. Và với những cái thai lớn, tức là lúc mà thai mà đã từ 14 tuần trở lên, thì khi mà bị một cái liều tia này, thì bệnh nhân đang có cái thai như thế này mà có một liều tia khoảng 100-500 milisievert, thì người ta thấy vẫn có ít khả năng tác động đến sức khỏe của thai. Còn nếu như mà cái liều tia quá lớn ha, trên 500 milisievert, thì ngay cả thai phụ lúc này cũng sẽ có thể bị hội chứng nhiễm xạ cấp ha. Thì như vậy thì cái thai thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng ha. Ví dụ như là thai mà còn nhỏ thì khả năng cao là nó sẽ bị sảy thai ha, nó không đậu được. Nhưng mà nếu đậu được thì ngay cả thì cái phôi sống sót thì lại có thể không bị ảnh hưởng ha, tức là có thể bị và có thể không. Nhưng những cái thai lớn hơn thì từ 3 tuần đến 5 tuần thì tăng nguy cơ sảy thai ha, và tăng khả năng các dị tật, suy giảm cái chức năng thần kinh vận động ha. Từ 6 đến 13 tuần thì có tăng nguy cơ sảy thai và khả năng bị chập tăng trưởng. Và khi những cái thai lớn thì cũng tăng nguy cơ sảy thai tùy vào liều tia ha, có thể tăng chập tăng trưởng. Và nếu những cái thai mà lớn mà từ 24 tuần đến lúc sinh thì có thể sảy thai hoặc thai lưu ha, tùy vào cái liều tia lớn không. Nhưng mà cái liều mà trên 500 milisievert thì gần như là rất là ít gặp ha, thường là mình gặp trong những cái lần mà chụp mà không biết đó, hoặc là bệnh nhân cấp cứu là bắt buộc phải chụp đó, thì thường cái mình cũng cho bệnh nhân mặc áo chì vân vân rồi bảo hộ hết, thì cái liều tia thường rất là thấp, nên nó lúc nào đa phần các trường hợp sẽ nằm trong cái khoảng dưới 100 milisievert ha. Và như vậy thì trong các phần thai ha đều không có phát hiện tác động đến cơ sức khỏe ha. Mình có thể trấn an bệnh nhân, có thể đưa cái tài liệu này ra cho bệnh nhân chẳng hạn như thế, mình có thể tra khảo trên trang của CDC để mình tham khảo ha, thì mình có thể trấn an cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể yên tâm hơn ha, không phải lo lắng quá. Thì nói chung chắc chắn họ vẫn sẽ lo lắng, nhưng mà mình sẽ có dẫn chứng và thuyết phục thì họ sẽ an tâm hơn. Và tránh tới trường hợp là cứ có chụp X quang là họ bỏ thai. Trước đây mình thấy có những trường hợp như vậy, tức là do không biết có thai rồi mới cho chụp X quang, rồi sau khi chụp xong rồi lúc phát hiện có thai thì họ lo lắng quá rồi họ quyết định bỏ thai ha. Những cái trường hợp như vậy rất đáng tiếc, vì thật sự là khả năng nguy cơ rất là thấp. Thì tương tự ha, đây là cái tỷ lệ nguy cơ ung thư do bị nhiễm xạ cái trước sinh nè ha. Thì mình thấy trên cái bảng có ghi ha, tỷ lệ mắc ung thư ở trẻ em mà không tác động bởi tia xạ trong bào thai là 0,3%. Thì tỷ lệ mắc ung thư ở trẻ em bị tác động bởi tia xạ mà dưới 50 milisievert, tức là trong cái ngưỡng rất là thấp á, ngưỡng an toàn đó, thì nó cũng chỉ 0,3-1% mà thôi ha. Thì như vậy thì cái tỷ lệ mà gây ung thư ở trẻ em bị tác động bởi tia xạ mình thấy đó, tức là những cái liều xạ mà rất là thấp thì gần như nó bằng luôn, 0,3% luôn ha. Khi nào liều xạ phải cao, phải cỡ 20-50 gì thì nó có thể tăng, nhưng mà nó cũng tăng lên tới 1% mà thôi ha, tức là vẫn rất là thấp. Như vậy những cái trường hợp mà như mình nói đó, chụp mà X quang có 0,1 milisievert, thì chưa kể là qua cái người mẹ nữa, thì tới bào thai thì cái tia gần như là rất là thấp, thì cái tỷ lệ ung thư cũng coi như là tương đương với là những trẻ em không bị tác động với tia xạ thôi ha. Như vậy cái nguy cơ ung thư do cái tia xạ là thấp, nói chung là rất thấp ha, nhất là cái liều tia thấp. Cái này là theo cái nghiên cứu từ hồi 2010 ha. Thì như vậy á, thì ở trẻ phụ nữ có mang thai thì vẫn thực hiện chụp X quang được nếu thật sự có chỉ định ha. Nguy cơ
cao là khi chiếu trực tiếp vào thai ha. Còn nếu như cái liều mình dưới 50 mSv thì không có nguy cơ, thì tùy trường hợp cụ thể mà quyết định ha, thì mình cứ chẩn an với bệnh nhân thì theo dõi là được ha. Còn trong trẻ em, đối với trẻ em thì đây là độ tuổi mà đang phát triển, thì quá trình phân bào còn đang diễn ra rất là mạnh ha, là quan trọng, và đời sống còn dài, cho nên nguy cơ nó sẽ bị những cái đột biến lâu dài nó cao, thì mình vẫn cần phải tránh thực hiện quá nhiều kỹ thuật ha, để có thể làm tăng nguy cơ tổn thương ngẫu nhiên. Ví dụ mình thấy một số trường hợp những bé sơ sinh nhận hàng thì đôi khi bệnh nhân nặng quá thì bác sĩ lâm sàng cũng thường hay cho chỉ định chụp X quang hay là X quang bụng đứng hay gì đó chẳng hạn, rất là nhiều lần ha. Thì với những đứa nhỏ như thế mà nếu mình chụp nhiều lần quá thì nó cũng sẽ không tốt ha, vì lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng, cũng có sẽ những cái ảnh hưởng ngẫu nhiên ha. Còn cái liều trực tiếp thì dù sao thì nó vẫn quá nhỏ cho nên nó thường không ảnh hưởng trực tiếp, mà chủ yếu là có thể tăng cái nguy cơ tổn thương ngẫu nhiên. Vì vậy tốt nhất vẫn là hạn chế tiếp xúc, hạn chế cái chụp tối đa có thể ha, mặc dù mình biết là nó tương đối là an toàn ha, đa phần là an toàn, nhưng mà vẫn sẽ có những cái tác động ngẫu nhiên, tức là có nảy sinh ung thư, thì cái tỷ lệ này tuy thấp thì nó vẫn là một cái ngẫu nhiên ha, thấp thì không có nghĩa là không bị, ví dụ vậy, giống như trúng số vậy thôi ha, tỷ lệ rất thấp nhưng mà sẽ có người trúng, thì cái đó mình vẫn hạn chế tối đa có thể là tốt nhất. Cái về an toàn bức xạ thì đối với các nhân viên vận hành thiết bị X quang thì cần phải tức là cần chú ý các yếu tố như thời gian, khoảng cách và vật liệu che chắn ha. Thì đó mình thấy đó, thời gian tiếp xúc với tia xạ càng ít càng tốt ha, và mình đứng càng xa nguồn xạ thì mình sẽ thấy cái tia nó phân kỳ, thì cái càng xa thì cái liều lượng tia nó càng thấp ha, chưa kể cái khoảng cách càng xa thì cái năng lượng của cái chùm tia nó sẽ càng giảm, do đi xuyên qua cái môi trường nó sẽ càng bị hấp thu đi, nó càng giảm xuống, thì thành ra là khi mình đứng càng xa thì nó càng ít. Như vậy trong những trường hợp mà mình thấy dù chụp X quang tại giường chẳng hạn, thì nếu như mình không có gì che chắn thì mình có thể đứng thật xa thôi, mình chứ không cần thiết quá lo lắng ha. Ví dụ như là cấp cứu chẳng hạn, thì đôi khi có những trường hợp người ta phải chụp X quang tại giường, hoặc là ở trong những cái phòng hồi sức chẳng hạn cần chụp X quang tại giường, thì thấy có đó thì mình núp được ở đâu thì mình núp, còn không có thì mình chỉ cần đứng thật xa là cũng đã là an toàn rồi ha. Hoặc nếu được thì mình sẽ núp sau những cái vật liệu để có thể hấp thu, ví dụ như những cái tường bằng kim loại thì đó ha. Thì mình cần phải học về các nội quy an toàn trong khi chiếu chụp ha, và cần phải nhớ các yêu cầu kỹ thuật của máy để mình chỉnh máy cho nó chính xác để mà giảm bớt cái liều tia. Thì mình thấy đó, khả năng xuyên thấu của loại bức xạ ở đây thì mình thấy đó, tia quang thì nó khả năng xuyên qua cơ thể ha, nhưng mà xuyên qua một tấm nhôm rất là dày ha, nhưng mà nếu chì mỏng thôi là nó đã bị chặn đứng lại rồi ha. Còn nếu mà tấm bê tông thì nó cũng có thể xuyên qua được bê tông, nhưng mà chỉ cần một lớp chì mỏng thì nó sẽ bị cản lại ha. Bê tông thì cần một cái tường bê tông tương đối dày, ít nhất là 20 xăng trong cái an toàn bức xạ ha. Thì các phương tiện để đảm bảo an toàn bức xạ mình thấy ở đây ha, ví dụ kính chì, phòng chì ha, thì đó là những cái trang bị mình thường gặp đó, tức là mình sẽ khi chụp thì mình có thể nhìn qua cái tấm kính này để mình quan sát bệnh nhân, và cái phòng chì này sẽ được cái thường người ta sẽ tráng một cái bữa có chứa các chất cản quang giống như là arit hoặc là chì ha. Cái kính này là nó có pha chì trong thì nó sẽ cản xạ, nhìn nó mỏng và nó trong suốt nhưng mà nó chặn được tia ha. Để các cái bộ dụng cụ bảo hộ ha, an toàn bức xạ mình hay thấy ha, như găng tay, áo choàng, một cái tấm bình phong cũng có chán cái chì hoặc là chán cái lớp barit lên, cho nên là mình núp sau này là cũng rất là an toàn. Và một cái liều kế là để đo liều kế hàng ngày ha. Thì các nguyên tắc cơ bản là cần phải xem là cái phải đúng chỉ định ha. Thì X quang là nó tuy ảnh hưởng có thể có không nhiều nhưng mà nó có ảnh hưởng, vì vậy mình phải đúng chỉ định mình mới chụp, chứ không nên quá bừa bãi. Và khi chọn kỹ thuật thì mình chọn kỹ thuật nhiễm tia ít nhất ha, nhưng mà chất lượng hình ảnh và chất lượng thông tin lâm sàng đưa cung cấp được cho lâm sàng tương đương. Ví dụ nếu không cần thiết thì mình chỉ cần chụp X quang thôi, không chứ không cần phải chụp CT ngực chẳng hạn, chỉ cần X quang phổi là được, không cần CT phổi. Và nếu như trong một số trường hợp thì chỉ cần CT bụng mà chụp mà không thuốc
là được rồi, thì mình không cần chụp thêm có tiêm thuốc nữa để tăng thêm số lần quét ha, thì sẽ tăng số lần kiểm tra cho bệnh nhân ha, theo cái tiêu chí là aclara, tức là thấp nhất có thể nhưng vẫn phải đạt được cái chất lượng ha, mà tương ứng mà chấp nhận được ha, tối ưu hóa kỹ thuật. Vì vậy để đem về thì mình cần tối ưu hóa kỹ thuật để giảm nhiều tia ha, và kiểm soát các cái chất lượng hình ảnh để mình không phải chụp lại ha, mình phải chụp ra cho tốt để không phải chụp lại là bệnh nhân ăn kênh tia, mà cần phải có đào tạo an toàn bức xạ ha. Rồi đây là hết phần an toàn bức xạ ha, giờ mình qua tiếp đây, phần siêu âm. À, mọi người thấy màn hình chưa hả? Mình sẽ qua một cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh thứ hai mà cũng rất là thường gặp ha, đó là thường thấy lâm sàng, đó là siêu âm ha. Thì mình có thể đi lại một số cái mốc lịch sử để mình tìm ra cái sóng siêu âm ha, là năm 1794 thì ông Lazzaro đã thực hiện số thí nghiệm để chứng minh cái loài dơi này đã sử dụng tai để tìm đường, nhưng mà lúc đó thì người ta không tin vào những cái chứng minh của ông và phản bác lại ha. Nhưng mà sau đó vào đầu thế kỷ 20 thì các nhà khoa học khác như là Hans Hieramasin và Hattrick đã chứng minh được rằng loài dơi là dùng cái âm thanh tần số cao, tức là sóng siêu âm, để phát ra rồi thu lại cái âm thanh phản hồi ở một bộ phận ở tai để xác định được cái đường đi cũng như tóm được con mồi ha. Và người ta dựa vào đó người ta mới chế tạo ra các máy móc tương tự để xác định chứng ngại vật ha, ví dụ như để tìm những cái băng trôi như trong Titanic chẳng hạn đó, và phát hiện những cái tàu ngầm ha trong thời thế chiến. Để ngoài ra cũng có một số một cái quan trọng đối với siêu âm như là cái hiệu ứng Doppler. Thì cái này là do nhà bác học là Christian Johann Doppler tìm ra năm 1842. À, ông mô tả một hiện tượng là mình giống như mình hay nghe tiếng xe cứu thương chẳng hạn, là khi mình thấy nó xe nó đi tới thì tiếng nó khác, mà khi nó chạy ra xa mình thì tiếng nó khác. Thì đây là một hiện tượng mà cho người ta thấy là cái tần số và bức sóng của các sóng âm và sóng điện từ hay là bất cứ cái loại vật chất nào mà có dạng sóng đều bị thay đổi ha, tức là các tần số và bức sóng nó sẽ thay đổi khi cái nguồn phát sóng nó chuyển động, tức là khi mà xe chạy như thế này thì cái sóng phía sau này mình thấy cái bức sóng nó khác cái phía trước, là mỗi người ha, đây bức sóng thấp còn đây bức sóng cao. Chính vì vậy khi mình nghe mình sẽ thấy tiếng xe cứu thương nó khác nhau khi mà nó chạy vụt qua người ha. Một hiện tượng, một cái nghiên cứu cũng khá là quan trọng đối với siêu âm chính là cái hiện tượng áp điện. Thì năm 1877 thì hiệu ứng áp điện này trên tinh thể thạch anh là được hai anh em nhà khoa học người Pháp Jacques và Pierre Curie ha, đã phát hiện ra, tức là hiện tượng nó như thế nào, tức là khi mà mình một cái tinh thể thạch anh này á, nó bị nén một lực gì đó, thì cái lực nén này nó làm sản sinh cái trong tinh thể thạch anh này nó sẽ sản sinh ra một cái dòng điện trong tinh thể thạch anh ha. Thì, tức là mỗi lần có áp lực lên trên tinh thể thạch anh này thì trong bản thân tinh thể này nó sẽ sản sinh ra một cái điện thế ha, một cái dòng điện để chạy, thì đó đã gọi là hiện tượng áp điện ha. Và năm 1881 thì Gabriel đã phát hiện hiệu ứng áp điện ngược. Áp điện ngược là sao? Tức là khi mình truyền một cái luồng điện ha vào trong cái tinh thể thạch anh đó, mà có đây thì nó cái tinh thể thạch anh này nó sẽ co giãn ha, nó tạo ra những cái áp lực, nó phát ra cái sóng âm. Thì người ta ứng dụng cái khả năng mà áp điện của tinh thể thạch anh này, tức là khi có lực tác động lên tinh thể thạch anh thì nó sẽ sinh ra dòng điện, và ngược lại khi có dòng điện tới tinh thể thạch anh thì nó sẽ phát ra sóng âm. Thì chính vì vậy người ta dùng cái hiệu ứng áp điện này để người ta chế tạo ra những cái đầu dò siêu âm và những cái máy phát sóng siêu âm khác, dùng trong những cái ngành công nghiệp hay là trong những cái phương tiện như kỹ thuật khác ha. Thì
ưu điểm của siêu âm là tính cơ động ha, nó có khả năng khảo sát theo thời gian thực, tức là khi mình quét thì khả năng cái hình ảnh nó chuyển động là theo đúng như thời gian thực luôn, khác với lại X-quang hoặc CT là thường là một chụp một thời điểm ha. X-quang là trừ cái DSA và cái soi hình quang là nó thấy theo thời gian thực thôi, còn đa phần CT là nó sẽ quét theo thời điểm thôi, hình ảnh là từng theo thời điểm một ha, chưa kể nó ăn tia cho nên người ta không thể quét liên tục được. Còn siêu âm thì mình khảo sát được theo thời gian thực ha, vì cái tính chất của nó là nó an toàn, nó không có dùng tia xạ ha, và cho thấy cái hình ảnh của nó là rất là rõ ràng và độ phân giải cao của mô mềm. Người ta nói là cái độ phân giải về không gian của siêu âm là tốt nhất trong các loại phương tiện hình ảnh ha, sau đó mới đến cộng hưởng từ rồi đến CT rồi X-quang ha, là vì là cái hình ảnh siêu âm, vì vậy cho nên thường hình ảnh siêu âm và những cái mô mềm nó rất là tốt, cái hình ảnh nó rất là tốt nên người ta ứng dụng rất là nhiều trong cái khảo sát mô mềm ha, và vì nó an toàn cho nên có thể lặp đi lặp lại ha, tức là mình có thể theo dõi bệnh nhân hoặc là mình tái khám rồi vậy rất là nhiều lần mà không cần phải lo lắng, và vì nó có thể theo thời gian thực cho nên nó có thể giúp mình hướng dẫn các thủ thuật xâm lấn một cách tốt. Nhưng mà nhược điểm của nó thì vì siêu âm á, thì nó sẽ không có một cái hình ảnh cụ thể nào hết ha, mà sẽ tùy theo cái người cầm đầu dò ha, cái người thực hiện, cho nên là khả năng cái hình ảnh cũng như những cái chẩn đoán nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm, cái kỹ năng của người cầm đầu dò ha. Rồi vì sóng âm á, nó sẽ bị cản trở bởi không khí ha, cho nên người ta hay nói là không khí là kẻ thù siêu âm đó, thì như vậy là cái giới hạn khi mình khảo sát những cái tạng mà có chứa khí như là các cơ quan ống tiêu hóa chẳng hạn thì nó sẽ bị hạn chế khảo sát ha. Và sóng siêu âm thì khi mình xuyên qua các mô thì nó sẽ bị hấp thụ, cho nên ở những người mà có hoặc là những cái cơ quan mà quá nằm quá sâu thì nó sẽ hạn chế rất là cái sóng phản hồi lại rất là thấp, thì như vậy thì mình sẽ hạn chế khảo sát ha. Cho nên ở bệnh nhân mà mở nhiều chẳng hạn thì cái siêu âm rất là khó khăn, nhất là chỉ lúc đó chỉ đánh giá được cái mô nông thôi, còn mô phía sâu ở phía dưới là rất là tối ha, khó khảo sát và cũng không siêu âm cũng không xuyên qua được xương. Nhưng mà mình vẫn siêu âm được xương là mình chỉ siêu âm cái vỏ xương thôi ha, cho nên vẫn có thể ứng dụng siêu âm để mình siêu âm xương ở một số nơi, thì họ không có cái máy siam tăng sáng truyền hình để người ta kết hợp xương chẳng hạn, thì một số nơi người ta cũng có nghiên cứu ứng dụng cái việc dùng siêu âm để xem cái việc kết hợp xương nó có tốt hay không, hoặc là mình có thể chẩn đoán gãy xương ha, những gãy xương mà nhỏ mà đôi khi X quang không thấy được, nhưng mà với siêu âm thì do nó có độ phân giải rất là cao và nó có thể xoay chuyển theo các hướng khác nhau, thì mình chỉ cần tiếp cận được cái đó mình có thể thấy được cái bờ xương nó có mất liên tục hay không, và mình có thể chẩn đoán được gãy xương. Nhưng mà những cái xương sườn ha, hoặc là một số cái xương tay xương chân chẳng hạn, xương chi chẳng hạn, mình vẫn có thể chẩn đoán được cái siêu âm ha, mặc dù thì mình chỉ thấy được cái bề mặt ngoài tức là cái vỏ xương thôi, còn cái bên trong xương thì không được, cho nên với những cái tổn thương mà nằm bên trong thì mình phải dùng X quang hoặc CT hoặc MRI. Thì về bản chất thì sóng siêu âm á, tức là sao, sóng siêu âm thì người ta là một cái sóng cơ học ha, thì tần số thì sóng âm thì thường người ta được chia ra thành hạ âm là dưới 20 MHz ha, trung âm là 20 đến 20.000 hạt ha, còn siêu âm là 20.000, từ 20.000 Hz trở lên ha. Thì những cái đầu dò siêu âm thì thực tế thì người ta xài là hiện giờ là thường là phải lên tới ít nhất là 3 MHz ha. MHz nghĩa là 3 triệu ha, 3 triệu hạt đó. Như vậy là rất là cao ha, tức là một cái nó có tần số rất là cao ha, và những cái có những cái đầu dò mà tốt thì đến 12 đến 15 MHz là. Thì trong chẩn đoán thì người ta sử dụng chủ yếu là tính chất lan truyền và phản xạ ha, tức là như thế nào thì mình biết rồi ha, thì sóng siêu âm hay là sóng âm thanh khi mà tới thì nếu mà phương này thì nó sẽ phản xạ đây ha, còn nếu mà đi thẳng thì nó sẽ tới đây và nó có thể phản xạ lại vuông góc, và khi mà đi qua một cái bề mặt ha thì nó sẽ có các hiện tượng như hiện tượng khúc xạ, tức là nó sẽ lệch hướng qua một bên, và một số trường hợp là khi tia nó đi vào các ngô mà nó được bị hấp thu và nó sẽ khuếch tán ra theo các hướng khác nhau, thì nó gọi là hiện tượng tán xạ ha.
thì đa phần các trường hợp chẩn đoán là mình sẽ dùng cái hiện tượng phản xạ và cái khúc xạ này ha, còn hiện tượng phản xạ này ha là nó ra hình ảnh. Còn khi mà có cái hiện tượng khúc xạ hoặc tán xạ thì nó sẽ tạo ra các cái ảnh giả. Nhưng mà đôi khi những cái ảnh giả mà vẫn có thể dùng để chẩn đoán ha, có những cái ảnh giả có thể dùng để chẩn đoán, có những cái ảnh giả mình phải tránh để mình không lầm lẫn với tổn thương. Thì đây một cái cấu tạo của máy siêu âm thì sẽ gồm trước tiên là cái đầu dò siêu âm ha, đây cái đầu dò con vẹt ha, tức là cái đầu dò cong, mình thấy cái bề mặt ở dưới này nó cong như thế này ha, thì ở đây nó có ghi là 3,5 MHz ha, tức là cái đầu dò này nó sẽ có tần số 3,5 MHz. Thì hiện nay thì một số đầu dò mình có thể chỉnh được cái tần số, ví dụ có thể nâng nó lên thành 5 hay là 3 xuống 3 thì đó tùy, để mình có thể tăng khả năng khảo sát nông sâu ha, tức là tần số nó càng cao thì sóng nó sẽ xuyên càng thấp, cho nên là lúc đó mình chọn tần số thấp để mình khảo sát được sâu hơn. Ở những người mập chẳng hạn thì mình phải hạ cái tần số xuống ha. Thì cấu tạo đầu dò thì mình thấy đó, ở ngoài nó sẽ có những cái lớp để nó truyền âm qua, và đây sẽ nó sẽ có những cái chấn tử bằng cái tinh thể thạch anh ha, tức là dùng để cái tinh thể áp điện ha. Các tinh thể này xếp càng nhiều thì các tinh thể này càng nhiều thì cái đầu dò nó sẽ có hình ảnh càng đẹp. Dưới đây là một cái đầu dò phẳng ha, tức mình thấy cái bề mặt ngoài nó phẳng thì người ta gọi đầu dò linear, thì cũng tương tự ha, nó sẽ gồm các lớp như là lớp bảo vệ ở ngoài, lớp truyền, và tới cái lớp tinh thể áp điện này. Cái lớp tinh thể áp điện này sẽ vừa nghe là nhiệm vụ phát ra sóng siêu âm ha, vừa thu lại tín hiệu điện từ cái sóng phản hồi ha, nhờ cái hiện tượng áp điện, tức là khi có điện truyền vào thì nó sẽ phát ra sóng siêu âm, mà sau đó là cái sóng phản hồi nó tác động ngược lại vào các tinh thể này, và cái tinh thể này để nhập các cái sóng đó và nó phân tích cái sóng đó và nó chuyển tín hiệu điện đó về lại máy chuyển về lại các cái máy ha, và cái máy này nó sẽ xử lý số liệu và hiển thị cái hình ảnh, và nó sẽ tạo ra cái hình ảnh siêu âm ha. Thì đây là cái máy siêu âm mình thấy ha. Thì các chế độ hiển thị của máy siêu âm thì sẽ có các mode như mode A, mode B, mode M, mode Doppler, siêu âm 3D, 4D ha, và đôi khi mình có thể nghe thấy cả 5D nữa. Thì có siêu âm đàn hồi và siêu âm tiêm thuốc tương phản ha. Thì mình đi qua một số cái ha, ví dụ siêu âm mode A. Thì siêu âm mode A thì thật ra nó cũng ít được sử dụng, hiện giờ đã khá ít sử dụng ha. Tức là một cái siêu âm mode A là khi mình đưa đầu dò phát sóng ra và nó sẽ hiển thị trên màn hình một cái cường độ tín hiệu mà thôi. Thì ở đây mình thấy đó, tức là những cái vùng mà cường độ tín hiệu nó bằng không như thế này chứng tỏ là có vùng này là tia nó không có dội lại, nó bị hấp thu hoàn toàn, thì chứng tỏ nó có thể là những cái vùng như là xương hoặc gì đó. Còn những cái vùng mà có tín hiệu dội lại như thế này thì nó sẽ có cường độ khác nhau, và mình dựa vào cái đó để mình đánh giá ha. Thì nó ứng dụng thì có thể làm những cái vị trí, những cái vùng mà nó thường nó đồng nhất, ví dụ như siêu âm mắt hay não thất, cái dịch trong đó nó đồng nhất, mà khi mình siêu âm mà thấy trong cái vùng dịch đồng nhất nó có những cái vùng mà nó có cái sóng khác nhau, tức là có những cái vùng đó thì tức là tương đương nó sẽ có những cái tổn thương nằm trong cái dịch kính hoặc là não thất chẳng hạn ha, hay là trong dịch trong bàng quang. Thì nhưng mà cái siêu âm này thì gần như là không không dùng nữa, chỉ áp dụng đa phần trong công nghiệp vậy thôi. Còn mode B thì B chính là sáng ha, brightness. Thì cái mode B này thì nó chính là cái siêu âm than xám, tức là siêu âm thường quy của mình á, siêu âm trắng đen á, mình hay gọi siêu âm trắng đen. Thì nó sẽ giúp hiển thị các cơ quan ha, theo các lát lát cắt của siêu âm thì nó sẽ hiển thị các cơ quan theo những cái màu trắng, cái than xám với lại than màu xám ha, tức là có những cái màu đen, có những cái màu xám, màu trắng như thế này. Và dựa vào đó để mình hình dung ra được cái hình ảnh của cái cơ quan ha, tức là nó là một cái chế độ thường quy đó, gọi là siêu âm trắng đen, siêu âm 2D ha, siêu âm than xám, tức là cái mode B ha. Và có cái mode M tức là hay một số nơi thì có gọi mắt TM, thì tức là cái gọi là motion ha, tức là nó sẽ giống như một cái điện tim vậy, tức là người ta sẽ đặt một cái đường kẻ ở đây, thì khi cái thành ví dụ như ở đây người ta từng ứng dụng vào cái siêu âm tim thì cái cơ tim ở đây nó chuyển động, thì theo thời gian thì mình sẽ có được cái hình ảnh giống như điện điện tâm đồ như thế này. Thì như vậy là mình sẽ thấy cái sự co bóp vô ra của các cái thành vách liên thất ha, và của thành sau thất trái rồi vân vân, để mình đo đạt cái thông số này để mình tính ra được cái EF ha, cái phân suất thông máu của tim chẳng hạn như thế. Thì đó, thì nó sẽ theo thời gian là nó sẽ đặt một cái đường ở đây, thì nó cứ co bóp ra vô thì mình sẽ thấy cái đường đó
nó theo như điện kim mà nó sẽ vẽ ra vô ra vô ra vô như thế này ha. À, nó sẽ liên nó thành cái hình này mình đo đạc. À, mod doppler tức là cái mà mình hay nói là siêu âm màu ha, là nó là một cái chế độ giúp khảo sát cái dòng chảy dựa vào cái hiệu doppler, tức là khi người ta máy móc nó đo đạc cái việc sóng tới và sóng các cái bức sóng tới và lui đó, nó xử lý và nó sẽ hiển thị ra được là cái màu như thế này ha. Thì có nhiều loại doppler, thì có doppler màu, doppler năng lượng, doppler xung, doppler liên tục vân vân, và sau này nó còn ra nhiều cái loại khác nhau nữa ha. Nhưng mà cái chính hay thường gặp là những các loại doppler mình nêu trên, thì ứng dụng là dùng trong các bệnh lý cần khảo sát cái mạch máu. Ví dụ như ở đây là mình thấy một cái doppler năng lượng ha, thì doppler năng lượng này nó sẽ có cái khả năng phát hiện các cái mạch máu rất là mạnh, vì nó nhưng mà nó không có khả năng phát hiện cái hướng dòng chảy ha, tức là không đánh giá được hướng dòng chảy, nhưng mà nó khả năng phát hiện những mạch máu rất là tốt. Thì cái doppler màu này thì ngoài mình thấy nó có hai màu ha, thì xanh và đỏ như thế này ha. Cái xanh và đỏ này nó không phải là để cái màu giống như trong cái ánh lát meter mình hay thấy là cứ đỏ là động mạch rồi xanh là tĩnh mạch cái gì đâu ha, mà nó là quy định theo cái hướng của dòng chảy so với cái đầu dò ha. Thì mình đây mình thấy có cái bảng cái cột đây mình sẽ thấy, thì khi màu xanh tức là nó mau dòng chảy nó đi xa ra đầu dò ha, xa ra đầu dò tức là nó là cái dòng chảy của tĩnh mạch, còn cái màu đỏ tức là đi gần vào đầu dò, thì đây những cái mạch máu nào mà màu đỏ ở đây mình biết nó đi ra xa đầu dò, thì nó đi lại gần đầu dò tức là nó theo cái hướng từ rốn của thận nó đi ra như thế này thì nó sẽ là động mạch. Tương tự đây là một cái thành của một cái mạch máu ha, có thể là động mạch đùi hoặc là động mạch cảnh. Thì đây là cái doppler xung, là mình sẽ đặt một cái điểm cửa sổ ở đây thì mình sẽ đo được cái vận tốc dòng chảy và cái phổ dòng chảy ở đây ha. Thì mình sẽ dựa vào cái phổ này để mình đánh giá cái huyết động của bệnh nhân. Thì đây là cái hình ảnh minh họa cho cái doppler liên tục ha. Doppler liên tục thì tức là nó sẽ có hai cái tinh thể trên đầu dò, một tinh thể nó phát ra và một tinh thể nhận vào liên tục, thì nó sẽ đo được cái vận tốc liên tục tại một cái theo một cái đường người ta vẽ theo mình chọn ha. Thì tại vị trí đó thì nó sẽ đo được cái vận tốc rất là cao, nhưng mà nó không đánh giá được các cái điểm nằm trên cái đường đó, nó chỉ lấy cái vận tốc cao nhất thôi, nó chỉ đánh giá được cái vận tốc cao nhất thôi ha. Còn cái doppler xung thì như cái hồi nãy mình nói ha, là cái này á, thì nó có khả năng nó chỉ dùng một tinh thể vừa thu vừa nhận, thì nó có khả năng đánh giá tại một vị trí ha, cái vận tốc tại một vị trí, còn nó không lấy cái vận tốc của những cái dòng chảy ngoài vị trí đó ha. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì nó chỉ đánh giá được những cái dòng chảy vận tốc thấp, còn nếu mà vận tốc cao quá thì nó sẽ hiển thị không đầy đủ. Thì cái doppler màu đó thì như hồi nãy mình nói đó, nó sẽ mã hóa ha. Ví dụ trường hợp này mình thấy màu đỏ ở trên và màu xanh ở dưới, thì như vậy cái dựa vào cái chiều của dòng chảy đó, tức là mình thấy màu đỏ ở trên chứng tỏ là cái dòng chảy nó sẽ đi từ bên dưới này lên ha. Thì như vậy thì dựa vào cái chi tiết đó mình có thể đoán được nó là động mạch, và ngược lại thì cái dòng màu như thế này tức là nó đi xa đầu dò xuống, tức là máu đang chảy từ đây xuống, thì như vậy đó là tĩnh mạch ha, tức là dựa vào giải phẫu, chứ không phải là màu đỏ là động mạch, màu xanh là tĩnh mạch giống như trên atlas ha, mình nhớ lại cái đó. Và đây một cái ví dụ khác này, đây là một cái đầu dò convex ha, và mình thấy đó cùng một cái tĩnh mạch lách nhưng mà nó có hai màu khác biệt, một cái màu đỏ và một cái màu xanh. Thì thật ra đó là do cái dòng chảy, tức là dòng chảy của tĩnh mạch lách nó sẽ chảy từ hướng này qua đây ha, và khi đi từ đây lên thì nó là đi về phía đầu dò cho nên nó màu xanh như ở đây ha, và khi đi một vòng đi xuống dưới đây thì tức nó đang bắt đầu cua xuống đây thì nó sẽ đi ra xa đầu dò ha, đi ra xa cái đầu dò này thì lúc đó nó sẽ được mã hóa màu đỏ. Vì vậy cho nên mình thấy cái tĩnh mạch lách ở đây nó cùng một cái nhưng mà có cái màu xanh màu đỏ, cho nên mình thấy đó nó chỉ là một cái để mình mã hóa cái chiều dòng chảy, và mình dựa vào đó để mình biết cái dòng chảy này nó chạy đi đâu. Tức là ví dụ như động mạch mà mình thấy nó chạy ngược thì nó sẽ có vấn đề tắc nghẽn gì đó, nó mới chạy ngược chẳng hạn như thế. Cho nên cái chiều dòng chảy là một cái cần phải chú ý, ngoài việc mình tính cái phổ vận tốc vân vân ha, trong cái khảo sát mạch máu. Thì ứng dụng của cái doppler màu thì rất là nhiều ha, mình có thể dùng trong siêu âm tim, siêu âm mạch máu, rồi khảo sát túi máu của các tổn thương ha. Có những nghiên cứu cho thấy mình có thể dùng cái này để mình phân định một số trường hợp, ví dụ viêm ruột thừa mãn hay viêm ruột thừa cấp chẳng hạn, thì cái dựa vào cái vận tốc của máu, các mạch máu xung huyết trong ruột thừa đó, ví dụ những cái ruột thừa cấp thì nó mạch máu nó xung huyết nhiều thì vận tốc nó khác, còn cái tổn thương mà không phải viêm ruột thừa thì cái mạch máu nó chạy rất là chậm.
Hoặc u cũng vậy ha, u là tăng sinh mạch máu nhiều thì dựa vào cái vận tốc kiểu và phổ bằng dãy thì đôi khi mình có thể phán đoán là khả năng cái u này là u lành hay u ác chẳng hạn như thế, rồi đánh giá túi máu thành ghép ha, rồi khảo sát cái tuần hoàn trong thai nhi ha, tức là giờ nó là một cái bước thường quy rồi, ai mà bạn nào theo sản thì sẽ viết cái này ha, khảo sát tuần hoàn thai nhi, tức là mình sẽ đo những cái Doppler quan trọng như Doppler động mạch tử cung, Doppler động mạch rốn, rồi Doppler động mạch não giữa ha. Rồi mình qua siêu âm 3D, 4D ha. Thì 3D thì thật ra tức là người ta tạo hình 3D bằng cách quét rất là nhiều cái mặt phẳng 2D liên tiếp rồi người ta ghép lại ha. Ví dụ đây hình ảnh 2D thì mình sẽ chồng 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 rất là nhiều hình 2D đó lại thêm những cái lát mỏng, thì khi đó máy tính nó sẽ dừng lại thành một cái hình 3D, thành một cái hình em bé như thế này. Thì sau này người ta ra cái thêm cái được là 4D, tức là cũng là 3D nhưng mà thêm cái thời gian, tức là thêm cái tự động theo thời gian của em bé nữa, tức là thêm chiều thời gian thì người ta sẽ góp lại, thì người ta gọi là siêu âm 4D, tức là như thế này ha, em bé nó tự động theo cái thời gian thực, thì vậy mình sẽ bắt được cái hình ảnh chuyển động của em bé thì gọi siêu âm 4D. Thì một số nơi thì người ta có thêm cái trường hợp gọi là siêu âm 5D, nhưng mà thực ra siêu âm 5D này thì không có thêm cái chiều nào nữa hết ha, 4D là tối đa rồi, trường 5D thường là những cái chức năng hỗ trợ nâng cao để mà khảo sát thêm, ví dụ như Samsung thì nó có những chức năng hỗ trợ cho việc siêu âm tim mạch hoặc là siêu âm hệ thần kinh trung ương của thai nhi chẳng hạn, thì đó là những cái chức năng cộng thêm, hoặc là một số nơi thì người ta nói cái chức năng mà làm cái hình thai 4D 3D nhìn nó đẹp nó giống như thật thì người ta thêm một D đó vô để là HD, tức là siêu âm HD thì nó thành thêm một D nữa là thành 5D ha. Rồi ứng dụng của 3D thì thường nó cũng có nhiều ứng dụng ha trong chẩn đoán, nhưng mà đa phần ở mình thì thường hay dùng trong thai là chính ha, mình hay thấy dùng trong thai để dựng mặt em bé rồi để coi cho đẹp, rồi cho phụ huynh coi giống bố giống mẹ đó cho vui đó, nhưng mà thường về chẩn đoán nó cũng có rất nhiều ứng dụng của nó, nhưng mà thường ít được khai thác, ở mình chỉ được khai thác từ những trung tâm lớn thôi. Ngoài ra còn có ứng dụng trong cái siêu âm nhũ nữa ha, có siêu âm nhũ 3D nó cũng có rồi ha. Rồi là mình khi mà chỉ định cái siêu âm 3D thì mình cũng nên lưu ý một số trường hợp là bệnh nhân mà ít ối quá thì không nên chỉ định, vì lúc đó mình không có dựng hình 3D được, hoặc là trong cái trường hợp thai lớn thì nếu mà siêu âm được thì hình rất là đẹp, nhưng mà nếu thai lớn thì thường cái mặt nó thường nó rất là nó không có thuận lợi, thường nó sẽ nằm sát vào bánh nhau thành bụng gì đó, và nước ối lúc này thường không nhiều cho nên khảo sát 3D thường nó khó khăn lắm, cho nên là hạn chế chỉ định những lúc đó ha. Thì đó ví dụ như cái hình ảnh đây mình có thể nói là cái hình ảnh 3D mà HD light ha, tức là thêm một chiều thành 5D đó, thì mình sẽ thấy cái hình ảnh 3D dừng lại so với hình ảnh ngoài đời của em bé thì nó rất là giống ha. Thì đa phần các máy siêu âm hiện đại ngày nay đều cho ra những hình ảnh tương đối là đẹp, và càng mắc tiền càng hiện đại thì cái hình ảnh nó càng rõ nét, càng chính xác, càng giống thật. Và thêm một số cái kỹ thuật về hình ảnh, ta dùng các cái deepfake hoặc là Photoshop thì nó sẽ dẫn đến cái hình ảnh nó cực kỳ là đẹp và rất là giống thật ngoài đời ha, và dĩ nhiên là người sản phụ rất là thích. Nhưng mà về trong chẩn đoán thì nó có những cái rất là hay, ví dụ như là có thể dựng hình theo nhiều mặt phẳng của những cái cơ quan giống như não thất, các cái não ha, các cơ quan trong sọ não của em bé, hoặc là đôi khi là mình sẽ dựng được các cái hình của buồng nội mạc tử cung ra để mình đánh giá tổn thương. Rồi có cái chụp dạng tomography, tức là dạng cắt lớp ha, tức là khi mình dựng cắt 3D xong rồi mình sẽ dựng theo những cái mặt phẳng như thế này ha, tức là bình thường mình siêu âm bình thường có thể mình sẽ không cắt được những mặt phẳng như thế, nhưng mà thêm mình quét 3D và mình dựng theo những mặt phẳng cắt lớp này sẽ mình sẽ dựng được cái hình ảnh liên tục như một cái hình CT để mình đánh giá các cái hệ thần kinh và đánh giá tim chẳng hạn ha, nó rất là tốt cho việc chẩn đoán. Ngoài ra một cái siêu âm mà gần đây cũng rất là phát triển ha, được ứng dụng nhiều như là gọi là siêu âm đàn hồi, thì cái siêu âm này sẽ giúp mình đánh giá độ cứng của tổn thương ha. Thì thường những cái u á, thì u ác thì thường nó sẽ rất là cứng, mình hay sờ đó, ví dụ bạn nào đi lâm sàng thì thấy thì sờ những cái khối u mà ác tính này kia thì thường cảm giác nó rất là cứng, thì đa phần người ta cũng thấy là cái u mà ác tính thì nó sẽ có cái độ cứng cao hơn, tức là vì vậy cái ứng dụng siêu âm đàn hồi này là người ta sẽ xem cái u đó nó cứng hay không,
Yeah, trên hình ảnh thì có thể mình không phân định được, nhưng mà khi thấy cái u này nó cứng quá thì mình có thể nghi ngờ nó là một cái u ác tính chẳng hạn, để mình nâng cái phân độ đó lên để mình tiên lượng mình điều trị ha. Thì thường áp dụng cho những cái mô nông, và đôi khi có thể áp dụng một số u mô để mình khảo sát cái xơ gan nữa ha. Ví dụ như thì mình bệnh phải u vú u giáp ha, thì mình tuyến thì mình phải dùng cái đầu dò đường âm đạo để khảo sát mới được. Có hai dạng chính, thì một cái là cái dạng định lượng, nó ra cái số thông số cụ thể luôn, và mình sẽ dựa cái thông số đó để mình đưa vào một cái bảng để mình đánh giá, và một cái bảng định lượng là nó chỉ so sánh với hình ảnh thôi cho mình đánh giá bằng mắt. Một cái là siêu quay, một cái là scan ha. Thì hình ảnh scan ha, tức là thường là scan thì mình phải có thể có một số máy thì tự động, một số máy thì mình phải ấn đầu dò. Thì khi ấn như vậy thì cái sóng siêu âm tới và cái độ ấn của mình nó sẽ tương tác, và nó sẽ giúp hiển thị như thế này ha. Và hình ảnh thì mình thấy hình ảnh ở đây thì một cái bướu nhìn có vẻ lành ha, tức là một cái khối hình echo kém nhưng mà hình bầu dục ha, chụp song song thì nó tăng âm phía sau và giới hạn tương đối rõ. Mà khi mà mình có cái làm cái Adesto thì bình thường cái khối này mình sẽ phân biệt ba, nhưng mà khi làm mình làm Adesto thì mình thấy cái khối này nó cũng tương đối lành đó, thì mình có thể là mình yên tâm nó sẽ nằm trong khoảng vi đất 2-3 thôi ha. Cái resto này phân độ thì nó thường nằm ở mức 2 thôi ha. Thì một cái đánh giá bằng siêu quay thì hay ứng dụng, tức là làm cái đàn hồi mô gan để trong những trường hợp bị xơ gan hay nhiễm mỡ. Thì khi mình đo một vùng như thế này thì nó sẽ đánh giá dựa trên những vận tốc, rồi nó sẽ tra một cái bảng để tính ra cái phân các cái độ F ha, từ F0 đến F4 để xơ gan ha. F4 là xơ gan rồi, thì những cái độ khác thì, nhưng mà thật ra thì cái ứng dụng của nó thì giúp mình đánh giá mà không cần phải sinh thiết mô gan ha. Nhưng mà nói chung nó cũng phụ thuộc vào người làm, cho nên là mỗi lần làm có thể nó ra những thay số khác nhau ha, không có nghĩa là cái F3 nghĩa là gần xơ gan tới nơi đâu, mà đôi khi do người làm rồi đủ thứ cái yếu tố nữa ha. Cho nên cái công nghệ này nó đang phát triển nhưng mà hiện giờ vẫn chưa gọi là được trở thành một cái quy trình thường quy ha, mà chỉ là một cái dịch vụ đánh giá thêm thôi. Rồi tới một cái phần siêu âm có tiêm thuốc tương phản, thì cái này ở Việt Nam mình hiện giờ chưa được phép làm ha, chưa cái thuốc tương phản dùng cho siêu âm này nó chưa có được Bộ Y tế cho phép sử dụng ha. Thường nó cũng rất là mắc tiền ha, có thể 3-4 triệu đồng một lọ rồi, nhưng mà nó cũng có một số cái ưu thế. Nhưng mà so với việc chụp CT thì người ta đánh giá thì CT thật ra vẫn lợi điểm hơn ha, thì là nó có thể đánh giá được trong cái siêu âm tim, là cái là có thể đánh giá được tương đối tốt ha, là vẫn được dùng ha. Thì đây một cái hình ảnh mình thấy chụp cái siêu âm có tiêm thuốc ha, đó mình thấy cái thuốc nó được tiêm vô và cái khối nó bắt thuốc nó sáng rực lên, và mình thấy khảo sát được theo thời gian thực mình sẽ thấy cái thuốc nó lan ra theo hình nang hoa ha. Đây cái hiện tượng lan ra rồi cộng với hình ảnh siêu âm thì mình có thể chẩn đoán đây là cái tổn thương, là một cái tổn thương là nốt tăng coi như một cái bướu gọi là tăng sản lành tính khu trú ha của gan, tức là một cái bướu lành ha. Dựa vào cái việc mà tiêm thuốc lên mình thấy cái thuốc nó bắt từ trung tâm nó lan ra theo dạng nang hoa, và thuốc nó bắt rất là mạnh đồng nhất ha, và nó cao và nó không có thải thuốc qua các thì chẳng hạn đó. Thì những cái như thế thì nó tương tự như CT vậy ha, nhưng mà CT thì phải chụp theo thì, tức là không liên tục được, còn siêu âm thì mình có thể khảo sát từ lúc mình tiêm cho đến khi mà nó bắt nó thải luôn, tức là khá là liên tục. Thì ứng dụng siêu âm thì rất là nhiều ha, hiện giờ ứng dụng siêu âm là vô vàng. Nó có thể thường gặp nhất là những cái siêu âm thai, siêu âm bụng, vú giáp, tim, mạch máu. Ngoài ra còn có những cái siêu âm mà khác nhưng mà cũng rất cũng 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 rất là có ích, như là siêu âm đầu dò âm đạo, siêu âm xương khớp, siêu âm xuyên thóp cho trẻ sơ sinh, siêu âm mắt, rồi siêu âm trong phẫu thuật, rồi siêu âm trong cái hướng dẫn can thiệp ha, siêu âm phổi. Thì cái quan trọng khi chuẩn bị siêu âm á là mình cần phải chuẩn bị bệnh nhân ha, tức là mình cần phải có uống nước, nhìn tiểu trước khi siêu âm. Vì khi mà siêu âm thì nhất là những cái vùng ở hạ vị, vùng quanh vùng chậu á, như bàng quang, niệu quản, nội thành hoặc tiền liệt tuyến, tử cung, thì mình cần phải có nước tiểu, thì nó sẽ làm cửa sổ để mình soi xuống dưới ha. Còn nếu không thì thường là mình sẽ không thấy được, do phần dưới đó ruột nó rất là nhiều, nó sẽ che lấp, thì cái bàng quang căng nó sẽ đẩy cái ruột ra, cộng thêm là cái dịch trong cái bàng quang nó sẽ giúp làm cửa sổ âm cho mình khảo sát
cái ở dưới ha, cho nên mình luôn nhớ là phải dặn bệnh nhân uống nhiều nước và nhìn tiểu trước khi siêu âm, trước khi chứ đừng có đi tiểu sạch trước khi siêu âm thì sẽ rất khó khảo sát. Và một cái là nếu mà cần siêu âm hệ gan mật thì cần phải nhịn ăn để cho cái túi mật nó căng, bởi vì sau khi ăn cái là túi mật nó sẽ xẹp ngay ha, và mình sẽ và cái đường mật nó sẽ không có đẹp nữa thì mình sẽ khó khảo sát cái đường mật và túi mật ha. Và khi cần khảo sát một số cơ quan đặc biệt như dạ dày hay là tùy chẳng hạn thì nên cho bệnh nhân uống nhiều nước để có nước trong những cái ống tiêu hóa này nó đẩy bớt khí đi, thì mình sẽ khảo sát như dùng dạ dày mình khảo sát được cái tủy ha. Thì cái thuật ngữ trên siêu âm thì thường người ta dùng cái từ như là hồi âm hoặc là echo ha, tức là ví dụ hồi âm dày, hồi âm trống, hồi âm kém hoặc là echo dày, echo trống, echo kém. Và ngoài ra còn có một số cái thuật ngữ khác mình hay nghe đó, tăng âm sau, bóng lưng sạch, bóng lưng dơ, bóng lưng bên, rồi sạch bánh đứa sao chổi. À, những cái tổn thương thì có thể có đồng nhất hoặc không đồng nhất vân vân ha. Thì để mình giải thích thêm thì ví dụ như đây một cái hình như thế này, thì đây cái hình này thì mình sẽ thấy cái những cái nốt dày dày như thế này thì nó gọi là echo dày, tức là những cái trắng ha, gọi là echo dày. Và những cái đen thui như thế này nó gọi là echo trống ha. Và những cái xám xám như thế này thì người ta gọi là echo kém. Thì sau cái này là một cái sỏi của túi mật ha. Thì sau lưng sỏi thường nó sẽ có một cái vùng đen, tức là mình sẽ thấy do cái sỏi này nó cứng, nó hấp thu hết tia siêu âm, cái sóng siêu âm, cho nên nó không có phản xạ lại được. Thì như vậy là cái vùng sâu phía sau này nó không phản xạ được sóng siêu âm cho nên nó đen thui, thì nó tạo một cái người ta gọi là bóng lưng ha. Tức là giống như mình đứng trước mặt trời vậy đó, thì sau lưng mình sẽ là một cái vùng bóng đen. Thì bóng lưng hoàn toàn như thế này nó gọi là bóng lưng sạch. À, còn với cái hình ảnh như đây mình sẽ thấy có những cái trên cái gan ha, thì có những cái đốm echo dày, tức là màu trắng như thế này rải rác trong gan ha, nó nằm ở những vị trí của cái tĩnh mạch cửa mà mình thấy sau lưng nó. Thì thay vì bóng đen thui như thế này mình sẽ thấy bóng cái xám xám mà mờ và nó bẩn bẩn thôi, chứ nó không có đen đồng nhất, thì người ta gọi cái đó là bóng lưng dơ. Và cái bóng lưng dơ sẽ giúp mình chẩn đoán được đó là một cái đốm trắng này là một cái đốm hơi, chứng tỏ bệnh nhân này có hơi trong tĩnh mạch cửa ha, tức là một cái tình trạng có thể là cấp cứu. Vì khác với một cái bóng lưng sạch là nó đen hoàn toàn như thế này, thường là trong những cái vật cứng thì thường nó sẽ là sỏi hoặc gì đó ha. Ví dụ như nếu mình thấy bóng lưng đen ở đây, bóng lưng sạch ở đây thì có thể đây là sỏi đường mật chẳng hạn. Rồi mình thấy đây cái khối này á, nó chỉ kém kém xuống ha, so với mô gan xung quanh thì nó gọi là echo kém ha. Và phía sau đây là một cái khối mà mình thấy nó đen hoàn toàn thì nó gọi là echo trống ha. Thì ngay phía sau cái khối echo trống này mình sẽ thấy có một vùng mình thấy so với mô gan xung quanh nó trắng hơn, thì đây chính là một cái hiện tượng là gọi là tăng âm phía sau ha, tức là do cái mô này nó gặp cái sóng âm, nó gặp dịch cho nên cái dịch này nó sẽ làm tăng tốc cái sóng siêu âm này hơn so với cái mô xung quanh ha, nó làm cửa sổ âm, nó làm cho cái vận tốc của cái sóng siêu âm nó truyền qua tốt hơn và nó nhanh hơn, thì nó sẽ tạo một cái vùng trắng trên này, nó gọi là cái tăng sáng, cái vùng tăng âm phía sau. Và vì thế thì cái vùng này chính là một cái khả năng, một cái năng dịch ha. Thì dựa vào những cái hình ảnh đó, những cái thuật ngữ mô tả đó để mình hình dung và mình có thể chẩn đoán được cái khối tổn thương đó nó bản chất như thế nào ha, thì siêu âm. Thì đây là tới phần siêu âm ha. Thì chắc bài hôm nay mình tới đây thôi, ngày mai là mình sẽ quên thứ sáu tới mình sẽ tiếp qua cái phần CT, MRI và y học hạt nhân ha, sau đó là tới phần về an toàn trong cái thuốc tương phản nữa, sẽ xong cái phần nguyên lý cơ bản. Giờ mình hỏi lớp là thế này, tức là mình thấy buổi học mình sẽ được phân thành 5 buổi về lý thuyết. Thì ban đầu thì mình chỉ định dạy là có X quang và siêu âm thôi. Thì mình thấy có 5 buổi thì nếu mấy bạn muốn thì mình có thể bổ sung một buổi dạy cơ bản về CT sọ nếu như mấy bạn muốn. Tại vì thật ra thì nếu học thêm thì thêm kiến thức, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ thêm ví dụ đề thi rồi nó cũng thêm câu hỏi chẳng hạn như thế. Thì mấy bạn có muốn không, hay là chỉ muốn học về X quang và siêu âm, thì mình sẽ dồn những cái ba buổi sau đó thành chỉ có dạy X quang và siêu âm thôi, chứ không có nói tới CT nữa. À, các bạn trong lớp cho ý kiến đi.
Dạ có thầy ơi. Tức là mình muốn thì CT thì đương nhiên mình chỉ nói về CT sò những cái cơ bản thôi để đi ví dụ lâm sàng là vậy thôi, chứ không thể nào mà dạy hết rõ ràng được ha. Cũng tương tự như với X quang hoặc là với siêu âm, nhưng mà mình sẽ biết được một số cái hình ảnh cơ bản trên lâm sàng thường gặp chẳng hạn. Thì nếu mà có thì mình sẽ bổ sung vô chương trình, thì mình sẽ cho một buổi về lý thuyết cộng với một buổi về thực hành chẳng hạn ha, để đọc thêm CT là thành hai buổi, một buổi lý thuyết một buổi thực hành. Và mình sẽ đi lễ X quang với siêu âm thì cũng X quang một buổi lý thuyết, siêu âm một buổi lý thuyết. Và các buổi thực hành thì đa phần là vẫn là thực hành về X quang và siêu âm ha. Chứ CT thì thật ra thì nó cũng nhiều thứ lắm, nhưng mà mình dạy những cái cơ bản thì mình nghĩ là một buổi lý thuyết và một buổi thực hành chắc là được ha. Nếu cần thì mình có thể tăng thêm cái thời gian thực hành của CT sau. Vậy mấy bạn thống nhất chưa, thì có thể là mình cứ thống nhất đi chứ cũng không cần trả lời ngay ha. Thì nếu có thì mình có thể liên hệ lại bộ môn hoặc là gửi qua mail, qua mail của mình đi ha. Cái lớp cái tổng hợp ý kiến rồi đó, tại vì nếu thêm kiến thức thì đương nhiên là mình sẽ phải có thêm cái trong cái kiến thức trong cái phần kiểm tra về cái đó luôn ha. Dạ thầy ơi. Thầy ơi. À, Dạ bọn em học online thầy nên là không có tài liệu, không biết là thầy có thể cho lớp em xin tài liệu được không thầy? thì được, thì cứ xong cái bài nào thì mình sẽ gửi cái bài đó qua 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 file ha, qua file PDF nha, cả thực hành cả Dạ. lý thuyết gì đó. Thì bài này thì mình sẽ gửi vào sau khi học hết thứ sáu này nè, rồi mình sẽ gửi cái bài này qua cho lớp trưởng gì đó ha. Thì có bạn nào lớp trưởng gì đó thì để cái liên hệ qua mail mình ha, Dạ vâng ạ. mình gửi qua kênh chat là gửi thì mình cứ tổng hợp ý kiến hoặc cần liên hệ gì về bài giảng thì cứ liên hệ qua mail ha. Thì hôm nay bài giảng có gì thắc mắc thì bây giờ cũng hơi trễ ha, chắc mọi người cũng cũng cũng, cũng